chương 1280, tổ địa cửu Sạc Hạ. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu. Không sai, thượng cổ thiên tộc đều là bộ tộc từ tiên vực lưu vong đến thần giới, bởi vì có huyết mạch tiên vực, vì lẽ đó mạnh hơn thần linh bình thường rất nhiều. Lăng hàn kinh ngạc nhìn loạn tinh nữ hoàng, mới nói đến tiên vực, liền chạy đến một đời sau của tiên vực. Hắn trầm giọng nói, ngươi nói là, lưu vong, niên đại cụ thể đã không thể hỏi, tiên vực phát sinh một hồi chiến tranh, lan đến toàn bộ tiên vực. Ở trong cuộc chiến tranh này, chết rất nhiều cường giả, mà sau khi chiến tranh kết thúc, một phương chiến bại bị đuổi ra tiên vực. Loạn Tinh Nữ Hoàng nói: "Lăng Hàn tìm đập thịt thịt, đây tuyệt đối là một bí ẩn kinh thiên. Vậy ngươi muốn trở về tiên vực sao?" Hắn hỏi, Loạn Tinh Nữ Hoàng chậm rãi gật đầu, "Trở về tiên vực là niềm tin của bộ tộc Cửu Sa, từng đời một truyền thừa." Nàng nhìn Lăng Hàn, lại nói: "Tiểu cô nương kia, hẳn là truyền nhân của một đại giáo nào đó ở tiên vực." nàng chỉ chính là hổ nữ. Côn bằng cung, Lăng Hàn nói, niên đại quá lâu, ghi chép trong tộc liên quan tới tiên vực đã chỉ còn dư lại vụn vặt. Loạn tinh nữ hoàng thở dài, trong cửu xa tổ địa, có cửu xa chi, mỗi một con cháu cửu xa đều cần ở trong đó tắm rửa, mới có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Đối với cửu xa tộc mà nói, đây là truyền thừa quan trọng nhất. Vì lẽ đó, người về tiên vực, mục đích quan trọng nhất chính là thu hồi cửu xa chi. Lăng Hàn hỏi, lấy không đi, Loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, cửu xà chỉ là một bộ phận di thể của tổ tiên cửu xà tộc biến thành, mà di thể của tổ tiên táng ở tổ địa, đã cùng núi sông đại thế hòa làm một thể, không thể di chuyển. Vì lẽ đó, cửu xà tộc muốn tái hiện vinh quang, cũng chỉ có thể trở về tổ địa. Lăng Hàn nói, phải, loạn tinh nữ hoàng lộ ra vẻ cô đơn, có điều, hiện tại toàn bộ cửu xà tộc liền chỉ còn dư lại một người chấm. Yên tâm, Lăng Hàn đưa tay khoát lên vai loạn tinh nữ hoàng sau này chúng ta sẽ sinh một đống lớn con cái lớn mạnh cửu xà nhất mạch. đung tay của hắn còn chưa rơi xuống liền bị loạn tinh nữ hoàng đánh bay đau đến hắn nghe răng cô gái này là tinh thần cảnh đại viên mãn tùy tiện đánh một cái liền để xương hắn muốn gãy vỡ. không nên nói lại nhảy loạn tinh nữ hoàng trách mắng lang hàn cười hì hì nếu như đổi thành một người đàn ông khác dám đùa giỡn với nữ hoàng như vậy phỏng chừng lúc này đã hài cốt không còn nhưng hắn chỉ bị đánh bay tay, nói rõ trong lòng nữ hoàng vẫn có hắn. Nếu không, trước có thể vì hắn đấu với hằng hà cảnh sao. Nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ, cả yêu thích. Lăng hàn gật gù, nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ cùng một chỗ giết vào tiên vực. Loạn tinh nữ hoàng trầm ngâm một hồi nói, chấm không biết người muốn làm gì, nhưng một đường cẩn thận. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn hảo trở về. Lăng Hàn nói, tiên vực A, đến tột cùng là địa phương thế nào? Tiên cảnh trong truyền thuyết, cường giả có thể nắm giữ tuổi thọ vĩnh hằng. Loạn tinh nữ hoàng nói, tồn tại vĩnh hằng, một khi sản sinh mâu thuẫn, xác thực không thể thu thập. Lăng Hàn thầm nghĩ, người sống quá lâu, tự nhiên sẽ ăn no rừng mỡ, nghĩ chút sự tình lung ta lung tung, hơn nữa một đời một đời lão nhân lại không chết, mâu thuẫn chỉ có thể trở nên gay gắt, cuối cùng diễn hóa thành chiến tranh. Như vậy nếu bạo phát chiến tranh, liền có thể có trận thứ hai, trận thứ ba. Tiên vực cũng chưa chắc là tiên cảnh, không cần lo lắng đại lăng chiều của ngươi, chấm sẽ thay người chăm sóc cẩn thận. Loạn tinh nữ hoàng lại nói, sau đó giơ giơ tay áo nói. Chấm đi đây, chờ đã, lang hàn kêu lên, loạn tinh nữ hoàng ngừng chân, quay đầu lại, lộ ra vẻ nghi vấn. Lang hàn nhoẻn miệng cười nói, lần từ biệt này nhất định phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại, không cho ta ôm một cái sao. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, khí tức hỗn độn lần nữa bao phủ mặt nàng, phun ra một chữ. Cút, đám người lang hàn rốt cuộc xuất phát. Xuyên Vân toa không ngồi được nhiều người như vậy, nhưng không có quan hệ, bởi vì cái này đã cải tạo thành tinh thuyền, có tinh đồ tồn tại, chỉ cần đưa tọa độ tinh không vào liền có thể tự mình vận chuyển. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể tiến vào hắc tháp tu luyện, căn bản không cần lo lái xe. Cho dù là Xuyên Vân toa cải tạo qua, đến Vân Đính Tinh cũng cần tới 2 năm. Đối với thần linh mà nói, thời gian 2 năm không lâu lắm, nhưng mọi người tự nhiên đều sẽ không uổng phí 2 năm quý giá này. Tu luyện, tu luyện, vẫn là tu luyện trong hắc tháp thiếu hụt linh khí, nhưng cái này không quan trọng lắm, có lượng lớn chân nguyên thạch, hơn nữa, đan dược càng là lượng lớn lượng lớn. Chỉ cần cảnh giới của Lăng Hàn dẫn trước, hắn liền có thể cung cấp cho người ở bên cạnh lượng lớn đan dược, để cảnh giới của mọi người cùng một chỗ bay lên. Mọi người đều đang tu luyện, chỉ có Lăng Hàn còn đem thời gian dài tiêu vào trên luyện đan. Nếu hắn bước vào Nhật Nguyệt cảnh, vậy hắn phải thử nghiệm luyện chế cuồng dã huyết linh đan, một viên có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ trên lý thuyết mà nói chỉ cần 16 viên liền có thể để hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thậm chí, có luân hồi thụ củng cố cảnh giới, hắn cũng không cần lo lắng dựa cả vào đan dược tăng cao tu vi dẫn đến cảnh giới bất ổn. Chỉ là đan dược nghịch thiên như vậy nhất định sẽ có tác dụng phụ, không thể liên tục ăn, nhưng coi như một năm ăn một viên, cũng chỉ cần 16 năm liền có thể đi qua nhật nguyệt cảnh. Cái này vẫn là dưới điều kiện mình chuyện gì cũng không làm, nếu không còn có thể càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như ngộ tính không đủ, vậy có luân hồi thụ cũng vô dụng, kẹt ở một cảnh giới nào đó không cách nào đột phá, cho ngươi 10.000 viên cuồng giã huyết linh đan cũng không biết làm sao. Cuồng giã huyết linh đan là thần đan cấp 8, hiện tại Lăng Hàn chỉ là đan sư cấp 5, bởi vậy hắn không thể một bước lên trời, cần tiến lên dần dần. Cũng may được lượng lớn cổ đan phương, tự nhiên có đan phương cấp 6, cấp 7 có thể quá độ. Lăng Hàn trước tiên phỏng đoán một đan phương cấp 6, tên là lôi bạo đan. Ăn vào loại đan dược này, có thể tạm thời nắm giữ lực lượng lôi đình, tăng lên hai tinh sức chiến đấu. Đừng xem chỉ có hai tinh, phải biết lăng hàn yêu nghiệt như thế cũng chỉ có lục tinh sức chiến đấu, vậy tăng lên hai tinh lực lượng còn không trâu bò. Chỉ là sức chiến đấu càng cao, lôi bạo đan tăng lên càng nhỏ, ở trên người hắn tuyệt đối không đạt tới hiệu quả hai tinh, phỏng trừng miễn cưỡng cũng là một tinh. Sở dĩ tuyển cái này đan phương đến luyện chế, đó là bởi vì lăng hàn vừa vặn trong tay có lôi đình quả, đây là chủ dược luyện chế lôi bạo đan. Bỏ ra thời gian 5 tháng, Lăng Hàn cuối cùng cũng coi như nắm giữ cách luyện chế, có thể hay là đã thất bại 9 lần sau đó, mới luyện chế thành công ra quả lôi bạo đan thứ nhất. Cấp 6 thần đan, luyện chế một lần cần dài đến thời gian nửa tháng. Đương nhiên đây là chỉ có thể điều kiện tiên quyết luyện chế thành công, như Lăng Hàn vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm, vẻn vẹn một ngày liền bạo lô, chậm rãi mới tăng lên. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu đan phương cấp 7, đây là linh vũ tẩy cốt đan. Rèn luyện thần cốt, lên thể phách, đây là thần dược vô cùng hiếm thấy, ở trong cấp 7 đan dược cũng là có thể xếp hạng phía trước. Hoa này đến thời gian thì càng lâu, dòng dã 7 tháng sau Lăng Hàn mới bắt đầu thử nghiệm luyện chế, mà khi hắn luyện chế thành công ra lò thứ nhất linh vũ tẩy cốt đan thì, hai năm tinh không lữ hành cũng được đem kết thúc. Phong phá vân đám người không chỉ đem sau khi đột phá cảnh giới hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn tiến bộ rõ ràng, đặc biệt là Đinh Bình, đạt đến đại viên mãn hậu kỳ, phi thường, phi thường đến kinh người. Phía trước, xuất hiện một viên tinh cầu lấy màu đỏ thắm sắc điệu làm chủ. Cái này chính là vân đính tinh, sở dĩ lấy màu đỏ thắm làm chủ điều động, đó là bởi vì vân đính tinh khắp nơi sinh trưởng ngay một loại thủy sinh vật gọi là xích vân tảo, mà vân đính tinh lại nhiều thủy vực, bởi vậy, toàn bộ tinh cầu nhìn qua liền hiện ra vì là màu đỏ thắm. Xuyên vân toa ngừng lại, đổi thành bởi lăng hàn tay động điều khiển, có điều, cái này bị cải tạo thành tinh thuyền sau, kỳ thực cũng không thích hợp lại làm làm thần khí phi hành, bởi vì khởi động chậm, mà một khi bạo phát sau, tốc độ lại quá nhanh, dễ dàng va. Bởi vậy, tinh thuyền là tinh thuyền, thần khí phi hành là thần khí phi hành, hai người cơ bản không thể dùng chung. Lăng Hàn tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí một, có thể xuyên vân toa dựa vào thì vẫn là đụng vào, may là trận pháp phòng ngự cũng bị cải tạo qua, chịu đựng trùng kích như thế mà không có đổ nát, không phải vậy Lăng Hàn liền muốn lo lắng làm sao về hợp ninh tinh. Hắn đem xuyên vân toa thu vào hắc tháp, phong phá vân đám người nhưng là toàn bộ đi ra, hô hấp ngay không khí của tinh cầu này trình độ linh khí thật giống muốn so với hợp ninh tinh phi vân tinh cũng cao hơn ra một ít bọn họ làm bình luận có thể nơi này võ đạo cấp độ cao hơn nữa ngũ tông chỉ có nhật nguyệt cảnh cường giả cũng không có nghĩa là tinh cầu này cũng là như thế bọn họ chạm đất điểm là ở trong một tòa núi thẳm bỏ ra điểm công phu mới đi ra mảnh sơn vực này sau đó tiến vào một trấn nhỏ phụ cận đầu tiên bọn họ đến biết mình cụ thể ở đâu mà ngũ tông lại ở đâu làm lăng hàn bọn họ tiến vào trấn nhỏ thời điểm nhưng là dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì nơi này có thật nhiều trống như đầu dê đầu đuôi cọp phân Vân kỳ người hình quái trạng đây là tu đến thần cấp hóa thành hình người yêu thú ở hợp ninh tinh phi vân tinh yêu thú cùng loài người đứng tuyệt nhiên phía đối lập song phương chính là ngươi ăn ta ta ăn ngươi đối thủ một mất một còn có thể xem nơi này trong trấn nhỏ rõ ràng có thật nhiều nhân tộc nhưng thật giống như cùng yêu thú ở trung hòa hợp tinh vực khác nhau hoàn cảnh không giống. Bọn họ rất kỳ quái, nhưng người nơi này hình yêu thú nhưng là căn bản không có đối với bọn họ nhìn nhiều, thật giống đối với nhân tộc võ giả là tập mãi thành quen. Lăng hàn bọn họ tiến vào một tòa tử lâu, muốn cái phòng khách, ngược lại chân nguyên thạch là toàn bộ thần giới thông dụng, gọi tới một cái hầu bàn nói bóng gió, rốt cuộc đối với tinh cầu này có càng nhiều hiểu rõ. Nơi này, yêu thú cùng nhân tộc sở dĩ sẽ ở chung hòa hợp, đó là bởi vì mọi người đều có cùng chung kẻ địch, minh giới. Không sai, nơi này có đường nối hai giới, hết thảy võ giả đều có nghĩa vụ đi vào chống đỡ minh giới xâm lấn, lâu dần, nhân tộc cùng giữ yêu thú với nhau đương nhiên sẽ không lại tự giết lẫn nhau, đem đao kiếm nhất trí đối với hướng về phía cùng chung kẻ địch. Đương nhiên, bên trong nhân tộc đều là miễn không được đấu đá, huống chi là chủng tộc không giống trong lúc đó. Chỉ là so với hợp ninh tinh nhân tộc cùng yêu thú tuyệt đối đối lập, nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nói tóm lại, ở đây đối kháng minh giới mới đúng quan điểm chính, ai cũng không thể cùng cái này đại tiền đề là địch, không phải vậy sẽ bị xem là gian tế của minh giới mà xử tử. Lăng Hàn mua tấm bản đồ, nghiên cứu một chút đi sau hiện, ngũ tông đều ở vào trong đại xích dương đế triều, cách bọn họ hiện tại điều này cũng không xa, đại khái liền nửa tháng trái phải lộ trình. Đế triều, điều này nói rõ, cái thế lực này tất nhiên cần phải có hàng hà cảnh cường giả tỏa chấn. Hiện nay đại xích dương đế triều hoàng đế bị tôn xưng vì là xích diễm hoàng, có người nói từ lúc trăm vạn năm trước liền đạt đến hàng hà cảnh đỉnh cao hiện đang định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đời sau mình nhưng là toàn lực sung kích sáng thế cảnh truyền cho đời sau mà không phải con cái tại sao nói như vậy đó là bởi vì vị này xích diễm hoàng sống được thực sự quá lâu thế hệ con trai của hắn đời cháu cũng đã toàn bộ mắc phải hết mà hắn vẫn như cũ sống được cứng chắc bởi vậy ngôi vị hoàng đế tự nhiên chỉ có thể truyền cho đời cháu chắt biết rồi vị trí cụ thể của ngũ tông lăng hàn đám người lập tức xuất phát Thời gian nửa tháng hạ xuống, Lăng Hàn ở Linh Vũ Tẩy Cốt Đan luyện chế trên lại có tâm đắc mới, hắn cũng không có mở luyện, chỉ là ở minh tưởng ngay bổ túc mình thiếu hụt, tin tưởng lần thứ hai mở lô, hắn chẳng những có thể bảo đảm tất thành, hơn nữa còn sẽ có tăng lên cực lớn. Bọn họ tiến vào cương vực của Đại Sích Dương Đế Triều, một đường lại được rồi 5 ngày, đi tới vị trí Vân Phượng Tôn Tê Hà Sơn. Cái này tự nhiên là tìm được trước thiên phượng thần nữ, sau đó sẽ nghiên cứu làm sao đẩy ngã ngô tông. Tuy rằng ngũ tông cách làm tại thần giới là tuyệt đối không cho phép, có thể hàng thiên đại lục đã khai thiên đến thần giới, vậy tự nhiên cũng không còn chứng cứ, làm sao để chứng minh ngũ tông đã từng đã từng đem một cái tiểu thế giới sinh linh đều luyện thành đan dược. Bởi vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không đi cáo trạng con đường, mà là muốn dùng hai tay của chính mình đem ngũ tông lật đổ. Điều này cũng càng giải hận, không biết kiếm đế, lạc nhật đao hoàng đều là tu vi gì. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, đây là hắn năm xưa chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, có thể phóng tới thần giới, kiếm đế bọn họ cũng chưa chắc có tư cách xưng là thiên tài. Nhưng cũng khó nói, có thể bọn họ tại thần giới còn có thể duy trì thiên phú kinh người, kinh diễm một đời. Hắn đè xuống lòng háo thắng, đi tới Tê Hà Sơn xuống một chấn nhỏ, cái chấn nhỏ này dựa vào ở vân phượng tông mà sinh, đâu đâu cũng có võ giả. Có mấy người là đến bái sư, có mấy người nhưng là ủy thác vân phượng tông làm việc, giải quyết một ít mình không cách nào quyết định phiền phức, có mấy người nhưng là bái phỏng, có mấy người là tới làm chuyện làm ăn. Nói chung, xem một cái thế lực hưng không thịnh vượng, chỉ cần nhìn phụ thuộc trấn nhỏ phát không phát đạt, nóng không náo nhiệt liền biết rồi, quạnh quẽ đến không người đến thăm, vậy cái thế lực này tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Chiếu như thế xem, Vân Phượng Tông vẫn là sống được tương đương mà thoải mái. Lăng Hàn mấy huynh đệ lại thêm đinh bình, khách liên thiên vân ở đây ở mấy ngày, không được dấu vết hỏi thăm ngay, nhưng để bọn họ thất vọng chính là, nơi nào cũng không có tâm tích của thiên phượng thần nữ. Không chỉ là không có tâm tích của thiên phượng thần nữ, liền kiếm đế, lạc nhật đao hoàng cùng đều là không có manh mối. Đúng rồi, Lăng Hàn vỗ tay một cái, kiếm đế, lạc nhật đao hoàng ở bên trong tiểu thế giới xứng danh, nhưng đi tới thần giới còn dám như thế gọi sao. Người xưng đế kêu gào hoàng, vậy đem xích diễm hoàng đặt nơi nào. Như vậy, bọn họ khẳng định là trao đổi biệt hiệu. Lăng Hàn đương nhiên biết thiên phượng thần nữ tên, nhưng danh tự này. Phi thường quái lạ, lúc trước vì biết danh tự này, vẫn là hắn lấy trợ giúp luyện đan làm tên, từ thiên phượng thần nữ nửa đùa nửa thật, một nữ ép hỏi ra đến. Cũng đúng lần kia sau đó, hắn bị thiên phượng thần nữ cho nhìn chằm chằm, thật giống cực kỳ đắc tội rồi nàng. Hơn nữa, thiên phượng thần nữ cũng đã cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể đem tên của nàng nói cho người thứ ba biết. Vậy làm sao tìm, lăng hàn khó khăn, nghĩ đến một lúc sau, hắn quyết định trước tiên tìm bốn đồ đệ. Ở hắn nghĩ đến, vạn năm năm vị trí đầu tông dáng thế, hẳn là thiên phượng thần nữ đem hắn bốn đồ đệ cùng một chỗ mang tới thần giới, vậy sao chỉ cần tìm được hắn bốn đồ đệ, tự nhiên liền có thể biết thiên phượng thần nữ hiện tại ở đâu. Cứ làm như thế, hắn ngược lại hỏi tham giang dược phong, trần thủy tính, vân vĩnh vọng cùng khang tu nguyên tâm thích. này ngược lại là rất nhanh có kết quả, vân vĩnh vọng cùng khang tu nguyên hiện tại tương đương có tiếng, chính là hàn lâm các hai vị đương gia đan sư. Hàn lâm các, hàn lâm hai chữ đổ tới, không phải là lăng hàn sao. Đi, đi đại doanh thành. Hàn Lâm các chính là ở Đại Doanh Thành, mà đại doanh thành khoảng cách Tê Hà Sơn có điều hai ngày hành trình, cũng đúng khoảng cách Vân Phượng Tông gần nhất một tòa thành thị lớn. Bọn họ sắp tới đạt, hơi hơi tìm hiểu một hồi liền biết, cái lâm hàn các này quật khởi thời gian có điều mấy ngàn năm, nhưng gần nhất phát triển được càng ngày càng tốt, hai vị đương gia đan sư dồn dập đột phá cấp 5, thiên phú hết sức kinh người. Có thể đột phá cấp 5 đan sư, nói rõ cảnh giới võ đạo cũng đến đạt đến nhật nguyệt cảnh, bằng không thần hồn lực lượng là không đủ để chống đỡ luyện chế cấp 5 thần đan, ngoại trừ số rất ít đặc thù, thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hai cái đổ đệ tiến bộ vẫn là tương đối không tầm thường, bởi vì bọn họ chuyên tu đan đạo, còn có thể 10.000 năm bên trong từ phá hư đến nhật nguyệt, cái này tiến bộ phi thường kinh người. Không hổ là đồ đệ của hắn, bởi vì cái này còn dính đến kiếp trước của hắn, Lăng Hàn liền để phong phá vân ở trong thành mua cái viện lạc ở lại, về sau bọn họ liền có thể có thể ai đi đường nấy, một bên rèn luyện một bên siêu tập tư liệu của ngũ tông với bọn họ mà nói ngũ tông vẫn là thuộc về quái vật khổng lồ hơn nữa đây là một cái đế triều tinh thần cảnh cường giả số lượng rất nhiều liền hàng hà cảnh đều là lấy 10 thậm chí tính trăm ai biết ngũ tông có hay không hậu trường cứng rắn báo thù là nhất định phải nhưng tuyệt không có thể đem mình cũng trộn vào lang hàn bước chậm mà đi cái đại doanh thành này cũng là loài người cùng yêu thú láng giềng mà ở để hắn luôn có chồng kích động đem bên người chính đang cất bước yêu thú bắt làm thành mỹ vị bữa tiệc lớn. Hắn ở trong lòng thầm kêu tội lỗi, kẻ tham ăn bản tính khó rời a. À. Một lúc sau, hắn liền đến đến Hàn Lâm Các, thật là nhiều người, nơi cửa, bên trong tầng 3, ở ngoài tầng 3, vây quanh cái nước tiết không ra. Lăng Hàn không khỏi kỳ quái, làm ăn này cũng quá tốt rồi đi, mua cái đan dược muốn chen thành như vậy. Hắn nghe bên cạnh người nghị luận, thế mới biết cũng không phải là Hàn Lâm Các chuyện làm ăn thật đến mức độ như vậy, mà là có người đang khiêu chiến đối phương là bảo lâm các đan sư bảo là muốn cùng hàn lâm các luận bàn thuật luyện đan nói rằng nói như vậy nhưng mọi người đều rất rõ ràng rõ ràng bảo lâm các chính là đến đập phá chèn ép hàn lâm các thế bởi vì bảo lâm các nguyên bản là đan dược thương to lớn nhất đại doanh thành có thể hiện tại hàn lâm các nhưng là quật khởi mạnh mẽ tuy rằng xa xa vẫn không có uy hiếp đến bảo lâm các địa vị nhưng có manh mối như vậy bảo lâm các là một cái quái vật khổng lồ đại doanh thành bảo lâm các chỉ là một cái phân bộ mà thôi có người nói cái này đan dược hiệu buôn trải rộng toàn bộ đế triều nắm giữ ngay của cải kinh người cùng sức mạnh liền xích diễm hoàng đều phải cho mấy phần mà thôi bởi vậy hiện tại có bảo lâm các đan sư lại đây đập phá tự nhiên không có một người xem trọng hàn lâm các lại thua đoàn người phía trước truyền đến tiếng kinh hô tất cả mọi người là lắc đầu hóa ra hàn lâm các đã liền thua tứ tràng lang hàn hướng về trước chen hắn hiện tại là thực lực cỡ nào sức mạnh của nhật nguyệt cảnh chỉ là hơi hơi lưu truyền liền để hắn dễ dàng đẩy ra phía trước nhất. Cái này đã là bên trong của Hàn Lâm Các, trung gian cố ý để chống một cái rất lớn sân bãi, bày đặt hai cái lò luyện đan, mà hai bên nhân mã nhưng là phân biệt rõ ràng mà tất cả đứng phía sau một cái lò luyện đan. Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Lăng Hàn lập tức phát hiện hai cái đồ đệ của mình, 10.000 năm đi qua, có thể dáng dấp của hai người cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là có vẻ càng thêm bình tĩnh, thận trọng. Ha ha, chúng ta so với nửa tháng, các ngươi cũng liền thua tứ chàng, lại so với thứ năm chàng cũng giống như vậy. Trong trận doanh của Bảo Lâm Các, một tên hoa giáp ông lão cười nhạt nói, có vẻ tràn đầy tự tin. Nửa tháng này, bọn họ từ so với luyện chế cấp 1 thần đan đến cấp 4 thần đan, đều là Bảo Lâm Các toàn thắng. Không chắc, Vân Vĩnh vọng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Khang Tu Nguyên, lão tam, người lên hay là ta lên. Ta đi, Khang Tu Nguyên đi ra, tuy rằng Hàn Lâm Các đã liền thua tứ chàng, nhưng lại như một cái tông môn đi luận võ, Sơn Hà tứ cảnh có thể toàn bộ thua, chỉ cần Nhật Nguyệt cảnh thắng một hồi, vậy liền toàn trở về. Đan đạo cũng là như thế, Hàn Lâm các mạnh nhất chính là hai tên cấp 5 đan sư, bởi vậy muốn triệt để áp đảo Hàn Lâm các, vậy thì nhất định phải hoàn toàn thất bại cái này hai tên cấp 5 đan sư. Trước thủ thắng đương nhiên cũng không phải uổng phí, chứng minh Bảo Lâm các ở vừa đến cấp 4 đan dược lên, đều muốn vượt qua Hàn Lâm các. Bảo Lâm các xác thực rất tàn nhẫn, đem Hàn Lâm các từ trên xuống dưới đều muốn toàn bộ đả kích một cái vậy sao người ta muốn mua đan dược, khẳng định ngay lập tức cân nhắc bảo lâm các, hết khách rồi, người ta chất lượng càng cao hơn A. chương 1281, tỷ thí đan thuật. Dược có 3 phần độc, đan dược gì cũng không thể ăn nhiều, như vậy ở dưới tình huống số lượng nhất định, khẳng định chọn phẩm chất tốt nhất. Bởi vậy, chỉ cần bảo lâm các đánh bại hai gã đan sư cấp 5 của Hàn Lâm Các, như vậy trận luận bàn này tự nhiên là bảo lâm các toàn thắng. Hơn nữa, đây là ở trước mắt bao người tiến hành, hơn nữa đã tiến hành nửa tháng, hiện tại trong thành còn có người nào chẳng biết. Khang Tu Nguyên hạ chàng nói, vị nào cùng ta tỉ thí, ta đến đi, một nam tử trung niên đi ra, dung mạo xấu xí, trên người tán phát ra dược vị cường liệt, đó là vì nhiều năm cùng đan dược, dược liệu giao tiếp. Lương Kim Ba, Khang Tu Nguyên trầm giọng nói, ha ha, người nhận ra ta, trung niên nam tử hỏi, Khang Tu Nguyên cười ha hả nói, nghe tiếng Lương Đại Sư đã lâu, nghe nói Lương Đại Sư từ 10 vạn năm trước đã là đan sư cấp 5, bây giờ cách cấp 6 hẳn không xa đi. Lương Kim Ba lộ ra vẻ ngạo nghễ, đan đạo như võ đạo, mỗi tiến lên một bước đều vô cùng gian nan. Chớ nhìn hắn 10 vạn năm trước đã là đan sư cấp 5, hiện tại lại đang dừng ở cảnh giới này, nhưng phải biết từ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đến trung cực vị, lại cần bao lâu. Thiên tư tốt một chút cũng phải 50 vạn năm, bởi vậy, hắn chỉ dùng 10 vạn năm liền có hy vọng đột phá đan sư cấp 6, này kỳ thực rất không đơn giản, hoàn toàn xứng hai chữ thiên tài. Khang Tu Nguyên, Người coi như là thiên tài đan đạo, không bằng mang hàn lâm các đầu nhập vào bảo lâm các ta làm sao. Lương Kim Ba ném ra cành ô lưu. Khang Tu Nguyên lắc đầu nói, hàn lâm các là tâm huyết của sư huynh đệ chúng ta, tuyệt đối sẽ không để nó suy sụp. Ha ha, vậy không lời có thể nói. Lương Kim Ba duỗi tay một cái, đến tỉ thí đi, mời. Lương Kim Ba dừng một chút nói, nếu ta là phương khiêu chiến, hơn nữa, ta luyện đan hơn ngươi nhiều năm, coi như là nửa cái tiền bối, Vậy thì do ta tới quyết định luyện chế đan dược gì a? À? Này khác nhau rất lớn, bởi vì đồng dạng là đan dược cấp 5, vẫn có độ khó phân chia, thí sinh chọn trước sẽ phải có hại một chút, thí sinh sau có thể thông dong căn cứ thực lực của mình mà điều chỉnh. Khang Tu Nguyên cũng không cậy mạch, đối phương ở đan đạo thấm nhuần người mấy vạn năm, cái tiện nghi này hắn chiếm không tính lớn. Ta luyện tứ phương đan, Lương Kim Ba suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Trong lòng Khang Tu Nguyên hơi kinh Tứ phương đan ở đan dược cấp 5 cũng thuộc về khó luyện chế, như vậy, hắn muốn hơn đối phương mà nói, tất nhiên phải chọn càng khó. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể chọn đơn giản hơn, tiếp đó chờ mong lương kim ba sai lầm bạo đan, như vậy hắn chỉ cần luyện ra đan dược cấp 5 liền thắng. Nhưng nếu người ta không có nắm chặt, sẽ ở thời điểm này nói muốn luyện chế tứ phương đan sao? Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, ta đây cũng luyện tứ phương đan, mọi người đều luyện tứ phương đan, vậy càng thêm đơn giản ai luyện số lượng thành đan càng nhiều dĩ nhiên chính là người thắng mà số lượng như nhau còn có thể so sánh phẩm chất thành đan vậy bắt đầu đi hai người đều đi chuẩn bị tài liệu bảo lâm các có chuẩn bị mà đến tài liệu dĩ nhiên đều mang theo mà khang tu nguyên là chủ nhân nơi đây chọn tài liệu dĩ nhiên cũng rất nhanh chỉ chốc lát hai người nói một tiếng mời liền bắt đầu luyện chế phân chọn tinh luyện tài liệu tiếp đó khai hỏa hai người rất nhanh liền tiến vào quá trình luyện chế mấu chốt nhất Lăng Hàn chỉ nhìn một hồi, liền lắc đầu, lấy nhãn lực đan đạo đế vương của hắn, đã có thể phán định, Khang Tu Nguyên không phải là đối thủ của Lương Kim Ba. Thiên phú đan đạo của Khang Tu Nguyên quả thực không thua đối phương, thậm chí còn muốn siêu việt, nhưng đối phương ở trên đan sư cấp 5 tôi luyện hơn hắn mấy chục vạn năm, đây là một tranh lệch rất lớn. Ý niệm trong lòng Lăng Hàn xoay chuyển, liền đi tới chỗ Vân Vĩnh Vọng. Đứng lại, thấy một người trẻ tuổi lỗ mãng đi tới, người của Hàn Lâm các vội vàng cản hắn lại. Vân Vĩnh Vọng cũng nghe tiếng nhìn lại, cùng ánh mắt của Lăng Hàn đối diện, hắn khẽ di một tiếng nói. Chúng ta có phải đã gặp mặt hay không? Nhãn thần của người này lại cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa, trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp. Lăng Hàn khẽ rô ánh mắt, cười nói, ta muốn gia nhập Hàn Lâm Các, có được hay không? Vân Vĩnh Vọng kinh ngạc, người trẻ tuổi này lại muốn gia nhập Hàn Lâm Các. Không thấy tình huống bây giờ của Hàn Lâm Các rất không ổn sao, người lại còn muốn gia nhập. Cổ quái, hắn nói, ngươi cũng là đan sư. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, học qua mấy năm, mới mấy năm, Vân Vĩnh vọng trầm ngâm một hồi, gật đầu nói. Được, thời khắc nguy nan gặp nhân tâm, Lăng Hàn cư nhiên vào lúc này gia nhập Hàn Lâm Các, phảng phất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để trong lòng hắn thoải mái. Bởi vậy, mặc kệ thực lực đan đạo của Lăng Hàn thế nào, hắn thu là phần tâm ý này. Thanh niên nhân, ngươi xưng hô như thế nào? Hắn lại hỏi, Lăng Hàn, cái gì? Vân Vĩnh vọng la thất thanh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người này cư nhiên cùng tên với sư tôn. Trước hắn đã cảm thấy Lăng Hàn giống như đã từng quen biết, cộng thêm cái tên này, trong lòng không khỏi run rẩy. Đáng tiếc, hắn xem như thế nào đi nữa cũng không phát hiện Lăng Hàn trước mặt giống sư tôn, hơn nữa, ở trước khi hắn đi thần giới, sư tôn cũng đã tiêu thất mấy trăm năm, hẳn là, đã chết. Chỉ là một trùng hợp, hắn thầm nói, Lăng Hàn, người từ đâu tới đây? Vân Vĩnh vọng nhịn không được hỏi hợp ninh tinh, lang hàn hồi đáp, hắn không có thừa nhận thân phận, một là ở đây tai mắt đông đảo, nếu lộ ra hắn đến từ Hằng thiên đại lục mà nói, cực có thể sẽ chuyển tới trong tai ngô tông, trước giờ nhầm vào hắn. Thứ nhì, đã qua một vạn năm, hắn không biết mấy đồ đệ này có phát sinh biến hóa hay không. Biến hóa này, là chỉ cực hạn thiện ác, hắn phải trước quan sát một chút, vân vĩnh vọng có chút mờ mịt, thần giới quá lớn, nếu không phải người kinh thương, đại bộ phận người cả đời chỉ ở trên một tinh cầu, huống chi hợp ninh tinh cách nơi này có chừng 200 năm lữ trình thường quy, chưa nghe nói qua là quá bình thường. Nga, hắn gật đầu, lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tâm lý lại kiên định, chuyên tâm nhìn lương kim ba cùng khang tu nguyên tỉ thí, này quan hệ đến tương lai của Hàn Lâm Các. chương 1282, ta đến, Lăng Hàn không có để ý, hắn đi nước cờ này, gia nhập Hàn Lâm Các, không phải vì ở sau khi khang tu nguyên thất bại do hắn lên sao. Đan đạo đế vương đứng ra, này còn có thể thua. Hơn nữa, luyện chế thần đan cấp 5 không sai biệt lắm cần 10 ngày, bởi vậy Lăng Hàn liền rời đi trước, đi tìm đám người phong phá vân, làm sao cũng không có thể lãng phí thời gian một cách vô ích. Mặt khác, hắn còn phải suy tính một chút, làm sao giải thích thân phận khác của mình. Hắn vẫn quyết định trước chậm rãi, chờ cùng đám người khang tu nguyên quen biết nhau sau giải thích tiếp. 8 ngày sau, Lăng Hàn trở về Hàn Lâm Các. Khang Tu Nguyên cùng Lương Kim Ba Tỷ Thí đã sắp kết thúc, nhưng luyện đan chỉ cần bắt đầu, như vậy hoàn thành 1% cùng hoàn thành 99% là như nhau, không thể có bất kỳ phân tâm, sai lầm, bằng không chính là công cốc. Bởi vậy, càng đến lúc này, bọn họ càng nghiêm nghị. Gần nửa ngày sau, hai người gần như đồng thời ngừng lại. Khai, hai người đều vỗ nắp lò, đây là muốn mở lô, bất quá, hai tay của Khang Tu Nguyên giật liên tục, để hỏa diễm lại cấp tốc nhảy lên vài cái, này là tam hỏa dẫn, tiên phong của Lăng Hàn ở trên đan đạo. Lương Kim Ba dẫn đầu biểu diễn thành đan bên trong có tất cả ba viên đan dược tròn vo, đang muốn bay lượn chạy ra lò luyện đan, lại bị hắn mạnh mẽ chân áp, phong ở bên trong. Khang Tu Nguyên cũng mở lò luyện đan ra nói, thật không để cho Lương Huynh thất vọng, trong lò luyện đan của hắn, thình lình cũng có ba viên thuốc. Bất quá, Khang Tu Nguyên cũng âm thầm lau chán, nếu không phải hắn còn nắm giữ tam hỏa dẫn, ở cuối cùng tăng lên phẩm chất cùng xác suất thành đan của đan dược, một lò này của hắn hẳn chỉ có thể luyện ra hai viên thành đan. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm kỳ vọng, đối phương cũng chỉ có thể luyện ra ba viên thuốc bình thường, bằng không thua nhất định là hắn. Đến so sánh phẩm chất đi, hai người lấy đan dược ra, để trên lòng bàn tay, tiếp đó bỏ vào so sánh. Với đan sư bọn hắn mà nói, chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn ra phẩm chất của một viên đan dược. Khang Tu Nguyên rất nhanh thì biến sắc, vô luận từ màu sắc hay dược vị, phẩm chất của đối phương đều vượt lên trước hắn, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, mà là có tranh lệch rõ ràng. Hắn do dự một chút, thở dài nói ta thua, ha 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 ha, lương kim ba cười to, trận luận bàn này, hàn lâm các toàn bại, làm chủ tướng áp trục đăng tràng, hắn tự nhiên cảm thấy sung sướng. Không cần thất lạc, đối phương mạnh hơn ngươi, là bởi vì người này sớm bước vào đan sư cấp 5, so với người thấm nhuần nhiều hơn mấy vạn năm, người lại ma luyện mấy năm, muốn vượt lên đối phương không khó. Lăng Hàn đột nhiên nói, Khang Tu Nguyên ngẩn ra, nhìn lại Lăng Hàn, trên mặt có vẻ không hiểu. Này tên là ai, sao dáng dấp lão khí hoành thu, giọng nói như sư phụ của hắn vậy. Trước hắn một mực chuyên tâm luyện đan, thực sự là trời sập xuống cũng không nhất định biết, tự nhiên không biết Lăng Hàn là ai, cũng không biết Lăng Hàn hiện tại đã là một thành viên của Hàn Lâm Các. Nhưng Lương Kim Ba lại buồn bực, có ý tứ sao, thua chính là thua, đây là đang tìm lý do sao. Hắn hử lạnh một tiếng nói, các ngươi là không thua nổi sao, thua, Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu nói, tỉ thí vẫn chưa hết, tại sao nói thua, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong cái đầu ngươi a, à, đan sư mạnh nhất của các ngươi đã xuất chiến, còn muốn thế nào? Chờ một chút, tiểu tử này là ai, từ đâu xuất hiện? Lương Kim Ba nói, người này là ai? Khang huynh, Vân huynh, Hàn Lâm các lúc nào đến phiên người này làm chủ? Lăng Hàn đưa tay bãi xuống nói, ta là đan sư do Hàn Lâm các mới mời tới, cuộc kế tiếp, ta tỉ thí với các ngươi, có đan sư cấp 6, đan sư cấp 7 hay không, lấy ra chơi một chút. Ta đi, lấy ra chơi một chút ngươi cho rằng đan sư là cầu sao lại còn lấy ra chơi này làm lương kim ba tức điên ánh mắt của hắn lành lạnh nói khang huynh vân huynh các ngươi định để tiểu tử này hồ đồ tới khi nào khang tu nguyên vừa muốn nói chuyện chỉ thấy lăng hàn đã đi tới đoạt ba viên thuốc trong tay hắn tuy tu vi của hắn cũng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nhưng ở trước mặt lăng hàn là hoàn toàn không đủ xem con cọp không phát huy ngươi còn coi ta là mèo bệnh sao lăng hàn ném ba viên thuốc vào lò luyện đan tiếp đó bắt đầu rèn luyện. Cái gì? Đan dược đã luyện thành ngươi lại còn trọng luyện, ngươi não tàn sao? Đừng nói đan dược, ngay cả chú khí cũng không phải ngươi cảm giác không hài lòng, là có thể ném vào trong lò đốt, chế tạo lần nữa a. À. Trong thần khí có ý chí võ đạo, lung tung sẽ chỉ làm ý chí võ đạo ma diệt, hủy hoại thần khí. Đan dược cũng như vậy, chỉ bất quá bên trong là thiên địa quy tắc đan vào thành thần văn, hơn nữa càng thêm yếu đuối. Vì sao lúc luyện đan mỗi một bước đi đều cần cẩn rực rực là bởi vì chỉ cần có một thần văn đan dệt sai như vậy lô dược liền phế đi khang tu nguyên muốn ngăn cản lại bị vân vĩnh vọng kéo lại hắn tràn đầy không giải thích được nói vì sao hắn gọi lăng hàn vân vĩnh vọng nói cái gì khang tu nguyên khiếp sợ nhưng lập tức lắc đầu tuyệt không có khả năng này là sư phụ của bọn hắn chết hơn một vạn năm rồi a à. nhưng bởi vì tên tương đồng hắn cũng lựa chọn để lăng hàn hồ đồ một lần lăng hàn không ngừng làm hỏa diễm hừng hực rất nhanh mùi thuốc kinh người truyền ra, mười dặm có thể nghe. Di, cư nhiên không nổ lò, lương kim ba vô cùng khiếp sợ, trong thần đan cấp 5 chất chứa năng lượng rất lớn, bị hỏa diễm đốt luyện như vậy, rất dễ phá hư cân đối, từ đó làm năng lượng kinh khủng nổ tung, nhẹ thì nổ lò, nặng thì dẫn phát đại bạo tạc, có thể sánh ngang 10 tên, thậm chí trăm tên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị toàn lực xuất thủ. Bởi vì đây là năng lượng tập trung bạo phát, tựa như trung cực nhất tiến, uy lực viễn siêu cảnh giới nhưng lang hàn hồ nháo như vậy, lò đan dược này cư nhiên không bạo tạc, thực sự là quá ly kỳ cổ quái, quả thực không thể tin tưởng. Lẽ nào, hắn căn bản không có bỏ đan dược vào? Lăng hàn chuyên chú, hắn đây là muốn để thăng phẩm chất của đan dược, này rất khó làm được, dù cho đối với đan đạo đế vương như hắn mà nói cũng như vậy. Bất quá, may mắn đây chỉ là thần đan cấp 5, mà tiêu chuẩn đan đạo của hắn đạt tới cấp 7, lúc này mới có khả năng thành công. mươi 1283, bò ra con đường này. Độ khó quá cao, hoàn toàn không thua gì luyện chế một lò thần đan cấp 7, bởi vậy cho dù là Lăng hàn cũng phải cẩn cẩn rực rực. Hắn lấy ra thần văn trong thần dược, không ngừng đan vào, tiến hành điều chỉnh vi diệu. Đề thăng phẩm chất không thể như luyện đan, bởi vậy hao tốn thời gian không nhiều, chỉ hơn một canh giờ mà thôi, Lăng hàn liền ngừng lại, công trình đề thăng phẩm chất đan dược đã hoàn thành. Hắn mở lò, lấy đan dược ra, tiếp đó thải qua cho lương kim ba nói. Ếch ngồi đáy giếng, hào hào học một chút. Lương Kim Ba theo bản năng tiếp nhận, ánh mắt đảo qua, nhất thời lộ ra biểu tình không thể tin tưởng. Làm sao có thể, Lương Kim Ba lộ ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ, làm một thiên tài đan đạo, miễn cưỡng sưng một tiếng đại sư, chẳng lẽ hắn vẫn không thể nhìn ra phẩm chất của ba viên đan dược này so với trước đề thăng rất nhiều. Ngươi lại yêu quái A, đan dược đã luyện thành lại còn có thể trở về lò tái tạo, tăng lên phẩm chất. Đây đối với cường độ thần hồn, lý giải dược liệu đạt tới độ cao như thế nào? đơn giản không thể nào tin nổi, đan sư cấp 5 có thể làm được điểm này sao? Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng cũng chừng mắt, đây cũng quá nhiều bước đi, chỉ bàn về thực lực đan đạo, Lăng Hàn tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Mà nói đến tiêu chuẩn võ đạo, mới vừa rồi Lăng Hàn dễ dàng từ trong tay Khang Tu Nguyên cướp đi đan dược, cái này đủ để nói rõ vấn đề. Thiên tài đan đạo còn trẻ như vậy, cao thủ võ đạo, cư nhiên nguyện ý gia nhập hàn lâm các của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng mơ hồ, có chút choáng váng. Cái này, Tất cả mọi người của Bảo Lâm các lao lên, vây quanh Lương Kim Ba, cẩn thận nghiên cứu Tứ Phương Đan trong tay hắn, nhưng mặc cho bọn hắn nghiên cứu thế nào, cũng chỉ có thể chứng minh, được Lăng Hàn cải tạo, Tứ Phương Đan hắn luyện ra vượt xa Lương Kim Ba luyện chế. Cái này vượt qua quá nhiều, không chỉ một hai tinh, để cho người của Bảo Lâm các muốn ăn và cũng ngượng ngùng. Như thế nào? Lăng Hàn cười nói, muốn so, tiếp tục a. À. Người Bảo Lâm các hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã sớm biết Hàn Lâm các chỉ có đan sư cấp 5. Vì vậy chuyến đi này dĩ nhiên không thể nào có đan sư cấp 6 đi theo, huống chi là cấp 7. Nhưng Lăng Hàn có thể tăng phẩm chất của đan dược cấp 5 đã thành đan, hơn nữa tăng lên một đoạn lớn, nói rõ thực lực đan đạo của đối phương tất nhiên trên cấp 5. Nơi này ai có thể so với hắn? A à, a, à, thật không nghĩ đến, trong Hàn Lâm các nho nhỏ lại còn là đầm rồng hang hổ. Trong Bảo Lâm các có một lão giả hoa giáp nói, hắn họ Hồ, tất cả mọi người xưng hắn là Hồ đại sư hoặc Hồ đan sư, cũng là người phụ trách chuyến này hắn vừa sai người trở về bẩm báo, vừa ổn định trang diện, đã thắng năm chàng, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất cử bắt lại Hàn Lâm Các, tại sao có thể thất bại trong gang tấc? Các hạ, xưng hô như thế nào? Hắn hỏi dò, Lăng Hàn, Lăng Hàn cười nói, Lăng Hàn, Hàn Lâm Các, trong miệng hồ đan sư lẩm bẩm, lộ ra có chút kỳ quái, đây cũng quá đúng dịp đi. Hắn a a cười một tiếng, tiếp tục nói, Lăng đại sư trẻ tuổi, ở đan đạo có thành tựu kiệt xuất như thế, tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Bất quá, lăng đại sư mặt mũi lạ lắm, chẳng lẽ là gần đây mới gia nhập hàn lâm các sao? Trước khi bọn họ xuất thủ tự nhiên đã điều tra cặn kẽ, đối với thực lực của hàn lâm các rõ như lòng bàn tay, nhưng đột nhiên toát ra một quái vật, đánh bọn họ trở tay không kịp. Lăng đại sư chính là đại trưởng lão của các ta mới mời. Vân Vĩnh vọng lập tức nói, cái này dĩ nhiên là cho lăng hàn một thân phận xác thực. Nga, hồ đan sư gật đầu một cái, ánh mắt hơi hít nói lấy thực lực của lăng đại sư, khuất thân ở hàn lâm các nho nhỏ không khỏi quá lãng phí, không bằng tới bảo lâm các chúng ta, tất có thể cho lăng đại sư đất dụng võ rộng lớn. Dựa vào, cũng dám đào góc tường, lăng hàn khẽ mỉm cười nói, có đại trưởng lão như ta ở đây, hàn lâm các tất nhiên sẽ trở thành thánh địa đan đạo mạnh nhất đại xích dương đế triều, vân đính tinh, trường quang tinh vực, thậm chí toàn bộ thần giới, cho nên, không bằng các hạ gia nhập hàn lâm các, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút. Ta sát, khẩu khí này của ngươi cũng quá lớn đi. Không chỉ người của Bảo Lâm Các, ngay cả người của Hàn Lâm Các cũng lau mồ hôi lạnh, bọn họ ngay cả đặt chân ở Đại Doanh Thành cũng không yên, người đã muốn xưng bá thần giới, cái này. Không khoác lát sẽ chết sao, khóe miệng của Hồ Đan Sư càng co quắp, hắn cũng sống một sấp dày tuổi, ở đan đạo nghiên cứu mấy triệu năm, lấy số lẻ cũng có thể nghiền ép lăng hàn, cư nhiên bị đối phương nói muốn chỉ điểm, để cho hắn làm sao chịu nổi. Mặc dù nói học không phân biệt tuổi tác, người giỏi làm thầy, nhưng người bây giờ cũng quá trẻ tuổi, hơn nữa, cũng chỉ lộ một tay, bằng vào chút thực lực này còn không có biện pháp làm cho người tin phục. Lăng đại sư thật tự tin, cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như vậy, vô luận như thế nào, từ thực lực lăng hàn biểu hiện ra, đối phương ít nhất cũng là đan sư cấp 6. Đan đạo như võ đạo, vượt qua một cảnh giới đó chính là tiền bối. Hơn nữa, võ đạo còn có thiên tài vượt cấp chiến đấu, nhưng đan đạo không thể nào a à người cao nhất có thể luyện chế đan dược cấp bậc gì chính là đan sư cấp bậc đó, không tồn tại lý thuyết vượt cấp, chỉ có chân tài thực học. Nếu cấp bậc đan đạo của đối phương cao hơn mình, vậy thì giữ vững thái độ cung kính, nếu không sẽ bị đồng đạo mắng vô sỉ. Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy hả giận. Bọn họ vô cớ bị Bảo Lâm các lấn áp, hơn nữa Thủy Trung rơi vào hạ phong, cho đến giờ phút này mới lật bàn, có thể không để cho bọn họ hưng phấn sao. Loại cảm giác này quá đã, có một loại cảm giác như ban đầu bọn họ vẫn còn ở tiểu thế giới, đi theo sư tôn đại nhân lăn lộn. Khi đó, ai không cầu xin bọn họ luyện đan? Ha ha, không nghĩ tới Hàn Lâm các lại còn có cao thủ. Trong tiếng cười dài, chỉ thấy một nam tử chừng 30 tuổi đứng trong hàng bước ra, áo bào trắng nho nhã, lộ ra vô cùng tiêu sái. Hà đại sư, Hà Cảnh Vân, được gọi là đan sư cấp 6 trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng. Chương 1284, so luyện lôi bạo đan. Ha ha. Trẻ tuổi nhất coi như xong, ta biết ít nhất 10 người còn trẻ hơn Hà đại sư, nhưng thực lực đan đạo mạnh hơn. Bất quá, Hà đại sư đúng là thiên tài đan đạo, 3 vạn năm trước mới nhảy vào đan sư cấp 5, nhưng hơn một vạn năm trước liền xông lên cấp 6. Vô cùng kinh người, Bảo Lâm Các đánh ra lá vương bài này, xem ra là muốn nghiền ép Hàn Lâm Các. Còn phải nói, cũng đã đến nước này, nhất định thừa thắng truy kích, nhất cử bắt lại Hàn Lâm Các. Nhưng sao ta luôn có cảm giác, lần này Bảo Lâm Các sẽ bại a? Ta cũng vậy, người trẻ tuổi kia sâu không lường được, có lẽ sẽ sáng lập kỳ tích. Người xung quanh nghị luận ẩm ỉ, chàng diện cũng không có khuynh hướng Hà Cảnh Vân. Bái kiến Hà Đại Sư, đan sư của Bảo Lâm các đều hành lễ với Hà Cảnh Vân, ở thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Hà Cảnh Vân hơi giơ tay lên nói, miễn, hắn nhìn về phía Lăng Hàn nói, các hạ mới vừa gia nhập Hàn Lâm Các, cần gì nhảy vào vũng nước đục này. Ha ha, Lăng Hàn chẳng qua là cười cười, loại lời không có ý nghĩa này không cần lãng phí nước bọt. Hơn nữa, ai có thể biết, Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng là đồ đệ của hắn, lấy tính tình bao che khuyết điểm của hắn, người lấn đồ đệ của ta còn muốn ta qua một bên chơi. Đùa gì thế, trong ánh mắt của Hà Cảnh Vân không khỏi lộ ra hung quang, hắn đúng là thiên tài, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài, vì vậy, hắn hết sức tự phụ, thậm chí có lòng ghen tị rất mạnh. Bây giờ xuất hiện một đan sư trẻ tuổi hơn hắn, nhưng thực lực lại có thể không kém gì hắn, tự nhiên để cho hắn không vui cùng bất mãn hắn nói ta với ngươi tỉ thí một trận bất quá ai thua thì bỏ ra con đường này Bỏ ra con đường này tất cả mọi người biến sắc cái đánh cuộc này cũng quá lớn đi đừng nhìn bảo lâm các lấn đến trên đầu hàn lâm các nhưng chỉ là lấn chuyện không lấn người chẳng qua là ăn cạnh trên phương diện làm tranh mà thôi thực lực ngươi không bằng người vậy cũng không có gì đáng nói nhưng tiền đặt cuộc của hà cảnh vân như vậy đó là nhục nhã người a à thật muốn bỏ ra con đường này, sau này Lăng Hàn còn có thể ở chỗ này lăn lộn sao? Khẳng định ê mặt rời đi, cả đời không dám tới nữa. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng rét lạnh, cạnh tranh trên phương diện làm ăn hắn có thể cười một tiếng bỏ qua, nhưng bây giờ Hà Cảnh Vân hiển nhiên là nhầm vào hắn. Hừ, người thật là tự mình tìm chết a. So luyện đan với đan đạo đế vương, người xác định. Được, Lăng Hàn đáp ứng một tiếng, đây là người tự tìm. Chúng ta so, là luyện chế thần đan cấp 6. Hà Cảnh Vân cường điệu nói, nhìn đối phương khí huyết cực vượng, đoán chừng không tới một ngàn tuổi, vậy đối phương chống đỡ chết cũng là ở đan sư cấp 6 một ngàn năm. Chỉ một ngàn năm mà thôi, có thể luyện qua mấy lò thần đan cấp 6, có thể hiểu rõ bao nhiêu đan phương cấp 6. Nhưng hắn vạn vạn lần không thể nào nghĩ đến, Lăng Hàn chẳng những là đan đạo đế vương, còn có một luân hồi thụ, dưới tàng cây tìm hiểu một ngày chính là một năm. Lăng Hàn cười cười nói, được, nhìn ở phân lượng ngươi là tiểu bối, ta chọn lựa trước, Ta luyện chế lôi bạo đan. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết một loại thần đan cấp 6 như vậy, bất kể là trước hay sau, hắn cũng chỉ luyện cái này. Nếu như thế, sao không trang bức một lần? Quả nhiên, hắn vừa trang bức, người xung quanh đều động dung. Trước đã nói, trước hay sau, đó là có khác biệt rất lớn, người chọn sau có thể nắm giữ quyền chủ động, sự lựa chọn lớn hơn. Lôi bạo đan, Hà Cảnh Vân cũng hơi động dung, cái này ở thần đan cấp 6 cũng thuộc về loại đặc biệt khó luyện chế hơn nữa còn là cổ phương hiện tại cũng không có nhiều người nắm giữ bất quá hắn vừa vặn là một trong những người nắm giữ ha ha vậy ta cũng chọn lôi bạo đan hà cảnh vân tràn đầy tự tin nói trong lòng hắn cười lạnh đối phương khẳng định không biết hắn ở lôi bạo đan tốn tinh lực rất lớn bởi vì loại đan dược này rất ít người luyện nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn có thể để cho chiến lược của nhật nguyệt cảnh trung cực vị tăng vọt hai tinh giá trị cao vô cùng vì vậy hắn cách một đoạn thời gian sẽ luyện chế một lò chẳng những có thể giữ vững trăm phần trăm tỷ số thành đan, hơn nữa phẩm chất cũng có tăng lên rất lớn. Chọn lôi bạo đan so với hắn, tự tìm khó chịu, vậy chuẩn bị tài liệu một chút, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Hồ đan sư nói, song phương đều chuẩn bị tài liệu, bất quá, bên hàn lâm các lập tức lộ ra vẻ khó khăn, bởi vì bọn họ căn bản không có đan sư cấp 6, tự nhiên sẽ không chuẩn bị tài liệu cấp 6. Lăng hàn cười cười, từ trong hắc tháp lấy tài liệu nhất ra, để cho vân vĩnh vọng cùng khang tu nguyên vừa cảm động lại vừa không hiểu tại sao lăng hàn muốn giúp hàn lâm các như vậy nhưng vào giờ phút này mặc cho trong lòng bọn hắn không hiểu thế nào cũng không thể đẩy cường viện duy nhất ra cửa khi song phương đều chuẩn bị xong tài liệu liền tiến hành tỷ thí lăng hàn tiện tay làm lôi bạo đan này hắn luyện qua mấy lò hơn nữa mỗi lần luyện chế sẽ ở dưới luân hồi thụ tổng kết kinh nghiệm cải tiến chưa đủ chỗ đan đạo đế vương cộng thêm luân hồi thụ nghịch thiên mỗi một lần hắn trầm tư cũng sẽ để cho kinh nghiệm luyện chế lôi bạo đan tiến nhanh. Bây giờ, hắn thuận tay mà làm, vô cùng dễ dàng. Nhìn lại Hà Cảnh Vân, có thể nói cực kỳ cẩn thận, căn bản không dám phân tâm, trên trán có mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, lộ ra vô cùng khẩn trương. Một đôi so như vậy, yêu khuyết đã rất rõ ràng. Trừ khi lăng hàn kia đang hư trương thanh thế, nếu không nhìn hắn thong dong như vậy, trận này là thắng chắc. Ha ha, Hà Cảnh Vân không phải nói người nào thua thì bỏ ra con đường này sao? Ta đã bắt đầu mong đợi, nha, một vị đan sư cấp 6 so tài, đây cũng không phải mỗi ngày đều có thể thấy. Mọi người không nhịn được xì xào bàn tán, cho là Lăng Hàn thắng cao hơn. Chẳng qua là luyện chế đan dược cấp 6 cũng cần nửa tháng, dù Lăng Hàn nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng chân chính phân ra thắng bại lại ở nửa tháng sau. Vì vậy, rất nhiều người không chờ được, tự nhiên sẽ trở về ăn cơm, ngủ, hoàn toàn có thể ở nửa tháng sau trở lại nhìn kết quả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tháng thời gian đã hết. chương 1285, đan sư cấp 7 giá lâm. Chỉ thấy hà cảnh vân lộ ra vẻ tiêu tụy mãnh liệt, đây chính là đang luyện chế thần đan cấp 6, đan dệt thần văn cần hao phí tâm lực kinh người, chẳng những thần hồn mỏi mệt, ngay cả nguyên lực cũng hao tổn đến cơ hồ hết sạch. Bình thường luyện loại đan dược này, đan sư phải vừa luyện chế vừa nhai thuốc, bổ sung nguyên lực, nhưng Hà Cảnh Vân có thể được gọi là đan sư thiên tài, quả thật có vốn gốc, hắn từ đầu tới đuôi không có ăn qua một viên thuốc. Cái này cũng không phải tự phụ, mà ăn thuốc, khó tránh khỏi sẽ có chút phân thần, ảnh hưởng phẩm chất thành đan. Nhất cổ tác khí, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá, hắn cũng sắp mệt chết, luyện hoàn tất lò đan dược này, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Nhưng so với lăng hàn mà nói, vậy thì thật để cho người ta chắc lưỡi hít hà, lắc đầu. Hắn ung dung như cũ, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, chẳng qua là cặp mắt trở nên sáng một ít. Khai, Hà Cảnh Vân dùng sức vỗ lò luyện đan một cái, ba, nắp lò bay lên, chỉ thấy có ba viên đan dược tự mình bay ra, giống như muốn chạy trốn. Hà Cảnh Vân sớm có chuẩn bị, tay chảo một cái, ba viên đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, trước kia một lò hắn nhiều nhất có thể luyện ra hai viên, nhưng lần này phát huy cực kỳ tiêu chuẩn, đạt tới ba viên. Ha ha cái này còn không thắng chắc. Lăng Hàn cũng vỗ lò luyện đan một cái, hưu hưu hưu, có mấy điểm sáng từ trong lò bay ra, nhưng số lượng này rõ ràng vượt qua 3 viên. 5 viên, phốc, đám đan sư của Bảo Lâm các lập tức phun ra ngoài, mặc dù trong bọn họ không có một người biết luyện chế lôi bạo đan, nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết, một lò lôi bạo đan cao nhất cũng chỉ có 5 viên. Nói cách khác, Lăng Hàn đạt tới trạng thái hoàn mỹ. 3. 5 viên đan dược rơi vào trong tay Lăng Hàn, hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay có năm viên đan dược màu lam nhạt đang đảo quanh giống như muốn tránh thoát lăng hà để bay lượn lên trời vậy hà cảnh vân cắn răng trên mặt lúc xanh lúc đỏ thua tuyệt không thể chấp nhận hắn thua sẽ bỏ ra con đường này để hắn sau này có thể làm người sao hắn nói số lượng thành đan của ngươi quả thật cao hơn ta nhưng còn so phẩm chất thành đan nếu lôi bạo đan của ngươi chẳng qua là một hai tinh vậy sao có thể so với ta đây cũng không phải không có đạo lý nhưng ở trên số lượng thành đan chiếm ưu thế, bình thường sẽ không so sánh chất lượng thành đan, vì chỉ có ở dưới tình huống số lượng giống nhau mới có thể đi so phẩm chất. Hắn hiển nhiên là không thua nổi mà thôi. Lang Hàn cười nói, vậy thì tới giám định một chút đi, giám định rất nhanh thì có kết quả. Tài nghệ luyện đan cùng năng lực giám định là hai chuyện khác nhau, coi như là đan sư cấp 1, thậm chí không phải đan sư cũng có thể giám định đan dược, chẳng qua là cần có kiến thức rất tốt với đan dược mà thôi. Lang Hàn toàn thắng lôi bạo đan của hà cảnh vân miễn cưỡng đạt tới 6 tinh nhưng lăng hàn tới 9 tinh không có đạt tới hoàn mỹ là lăng hàn không có ở cuối cùng sử dụng tam hỏa dẫn tránh cho bị hai đồ đệ nhìn ra đầu mối hà cảnh vân thất hồn lạc phách hắn thua hơn nữa còn toàn bại tranh lệch lớn đến không phải một hai tinh xin mời lăng hàn cười nói thua nên bỏ đi hà cảnh vân hừ một tiếng xoay người rời đi hắn bây giờ không mặt mũi đợi ở nơi này uy 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 dùng bốn cái chân không phải hai chân Lăng Hàn nói, Hà Cảnh Vân quay đầu lại, ngạo nghễ nói, "Ngươi muốn ta đường đường là đan sư cấp 63? A," à, hắn nói vẫn chưa hết, liền bị Lăng Hàn nắm cổ, để cho hắn liên tiếp đưa tay đá chân, cũng không cách nào tránh thoát. Hắn không khỏi hoảng sợ, phải biết hắn cũng là Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị, cảnh giới tương đương đối phương, sao ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. "Ta ghét nhất người không tuân thủ cam kết." Lăng Hàn ném hắn lên đất, lời của mình đã nói ra, coi như là phân cũng phải ăn nếu ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, ta bảo đảm, bảo lâm các sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Hà cảnh vân uy hiếp nói, nếu hắn ở trước mặt mọi người bỏ ra, vậy mất mặt tự nhiên không chỉ chính hắn. Lăng hàn cười ha ha một tiếng nói, ta thật sợ, hắn tăng thêm một cước, còn không bò, hà cảnh vân dĩ nhiên không chịu, nếu bỏ hắn liền thật không có mặt làm người. Thứ gì, nói chuyện lại như giám thí, lăng hàn ba 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 đạp lên mặt của hà cảnh vân, nhưng người này ngược lại cũng ngạnh khí, cư nhiên rúi đầu vào trong đất muốn làm con rùa đen rút đầu mặc dù bị người đạp mặt cũng không phải chuyện tình vinh quang gì nhưng tổng tốt hơn bỏ đi nha Lăng đại sư không sai biệt lắm cũng nên dừng tay a à. đám người hồ đan sư khuyên nhủ được a à, các người người nào thay hắn bỏ ta liền thả hắn Lăng hàn cười nói người bảo lâm các hai mặt nhìn nhau rồi rít lắc đầu nói giỡn, mặt mũi của hà cảnh vân là mặt mũi mặt của bọn họ thì không phải sao nhanh đi mời cứu binh bọn họ vừa ổn định lăng hàn vừa chờ bảo lâm các phái viện binh tới lăng hàn cũng không nhiều lời coi như hà cảnh vân không bò bị hắn đạp như vậy cũng mất hết mặt mũi một lát sau bảo lâm các rốt cục lại có người tới dừng tay một tên võ giả quát lên hắn tuyệt đối không phải đan sư trên người không có một chút xíu mùi thuốc dưới hét lớn sau lưng hiện ra hai vòng nhật nguyệt hoàn chỉnh cho thấy hắn chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị đỉnh phong được lăng hàn rất dễ nói chuyện trong miệng đáp ứng nhưng chân lại đạp không dứt. Bồn tọa bảo ngươi dừng tay, tên cường giả này giận dữ, một trường lộ ra, bắt qua Lăng Hàn. Lăng Hàn phất tay nghênh đón, cười nói: "Ta quả thật dừng tay, nhưng ngươi lại không có bảo ta dừng chân a." À. Bành, một kích va chạm, thân hình của hắn chợt trầm xuống, lực lượng của hắn có thể so với Nhật Nguyệt Cảnh trung cực vị hậu kỳ, nhưng so với đỉnh phong còn kém gấp 10 lần. Chẳng qua là thể phách của hắn bây giờ quá mạnh mẽ, chịu đựng một kích này cũng không ngại. "Đừng quên" dưới chân của hắn là đạp hà cảnh vân, lực lượng tháo không hết nhất thời thông qua chân của lăng hàn truyền đến trên người hắn, ba 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 ba, từng cục gạch dưới đất nát bấy, còn hắn thì vùi vào thật sâu, ngay cả bóng người cũng không thấy được. chương 1286, lại thắng thượng. Ngươi, cường giả kia lửa giận bốc lên ba trượng, hắn là một vị hộ pháp của bảo lâm các, mặc dù thực lực không phải đứng đầu, nhưng so sánh với lăng hàn nhật nguyệt cảnh sơ kỳ tự nhiên là nghiền ép. Vậy mà, sự thật lại hoàn toàn bất đồng hắn nghĩ ha ha, còn muốn so nữa sao? Ánh mắt lăng hàn quét qua, trong đám người bảo lâm các mới tới, cũng không chỉ là tên cường giả này, còn có mấy đan sư, vừa nhìn chính là ở đan đạo quá lâu, dược hương thậm chí dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Ở phía sau quanh quần, hóa thành trạng thái khí vụ. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ người còn là đan sư cấp 7 sao? Một lão giả hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Mặc dù đại doanh thành rất lớn, nhưng từ góc độ toàn bộ đế triều mà nói, cái này thật ra chỉ là một thành nhỏ, xem một chút đi, phụ cận thế lực mạnh nhất là Vân Phượng Tông cũng bất quá có cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Vì vậy, Bảo Lâm Các ở chỗ này cao nhất cũng chỉ có đan sư cấp 7, thỉnh thoảng sẽ có đan sư cấp 8 tới đây, căn cứ luyện chế một ít thần đan cấp 8, bởi vì cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn nơi này cũng chỉ có mấy cái, người luyện chế quá nhiều thần đan cấp 8. Bán cho người nào, vị lão giả này họ lý, chính là một trong ba vị đan sư cấp 7 thường chú Bảo Lâm Các ở tầng thứ này đã dừng lại không sai biệt lắm hơn 200 vạn năm, đoán chừng cả đời vô vọng bước vào cấp 8. Nhưng bởi vì tư cách lão, hắn tự nhiên ngạo mạn. Bây giờ, một tiểu bối, không biết so với hắn trẻ hơn bao nhiêu cư nhiên cũng có thể là đan sư cấp 7, điều này làm cho hắn có thể nào không ghen tị. Lăng Hàn suy một tiếng nói, lão đầu, người một sắp dày tuổi sống trên thân chó sao, mình không có tiến bộ gì, lại ghen tị người khác, cái này thật không tốt. Ngươi, Lý đan sư thiếu chút nữa khí bạo, trách mắng: "Mắt không tôn trưởng, quá vô lễ." "Vô lễ sao?" Lăng Hàn lắc đầu, "Mọi người đều là đan sư cấp 7, tại sao có chuyện mắt không tôn trưởng?" "Tôn trọng là dựa vào thực lực kiếm tới, không phải tự khen." "Hảo, lão phu so với ngươi." Lý đan sư quát, giận đến tóc trắng phiêu phiêu, thật muốn ăn Lăng Hàn. "Được." Lăng Hàn gật đầu, "Vậy nếu không lại thì cược cái gì?" Hắn nhìn Hà Cảnh Vân dưới bàn chân nói, "Lúc này Hà Cảnh Vân không biết trong lòng chạy qua bao nhiêu con kiến. Lý Đan Sư hừ một tiếng nói, nếu ngươi thua, lập tức vĩnh viễn cút khỏi đại doanh thành cho lão phu. Tốt, nếu ngươi thua, cũng mời lăn khỏi. Lang Hàn nhàn nhạt nói, Lý Đại Sư, người của Bảo Lâm các vội vàng khuyên nhủ, người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được, tùy tiện đánh cuộc như vậy thật là quá thiếu suy nghĩ. Hừ, các ngươi không tín nhiệm bổn tọa sao? Lý Đan Sư hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lộ ra vẻ bất mãn. Người bảo của Lâm Các đều lau mồ hôi lạnh, bọn họ tận mắt thấy Lăng Hàn biểu hiện, người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể dùng bề ngoài cùng tuổi tác tới cân nhắc, thực lực đan đạo chỉ có thể nói sâu không lường được. Vạn nhất người lật thuyền trong mương, đó không phải là nét mặt già nua vứt sạch. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bổn tỏa để cho ngươi biết, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lý đan sư nhìn Lăng Hàn gọi trận, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, nhìn ngươi tuổi một sắp dày, vậy ta chọn trước, ta luyện chế linh vũ tẩy cốt đan. Phốc, lý đan sư phun ra ngoài, linh vũ tẩy cốt đan, này ở trong thần đan cấp 7 tuyệt đối là số 1 số 2, vô luận là hiệu quả thành đan, hay độ khó luyện chế. Lý đan sư, biết sao, bảo lâm các rất nhiều bức, mà lão nhân như hắn, cũng có thể nói là trung thành và tận tâm, tự nhiên có thể được bảo lâm các tín nhiệm, chỉ cần phẩm cấp đối ứng, muốn học đan phương nào, bảo lâm các cũng sẽ vô điều kiện cung cấp. Linh vũ tẩy cốt đan là cổ đan phương, nhưng bảo lâm các vẫn có. Lý đan sư cũng học qua, nhưng sau khi luyện hư mấy trăm lô, hắn không dám luyện nữa. Không chịu nổi thất bại như vậy a, à. đan sư có tiền, nhưng tài liệu cấp 7 không mất tiền sao? Không chỉ mất tiền, còn đắt vô cùng, hắn rất muốn không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói lão phu cũng luyện chế linh vô tẩy cốt đan, so sánh với ngươi, nhưng bây giờ hắn không có lực lượng này a. À. Sắc mặt hắn biến hóa, nếu Lăng Hàn thật có thể luyện ra linh vô tẩy cốt đan, như vậy vô luận hắn luyện ra đan dược gì, thậm chí đạt đến hoàn mỹ cũng không có tác dụng chỉ có một chữ, bại. Không tin, hắn không tin, một mao đầu tiểu tử như thế cũng có thể ở trên đan đạo vượt qua mình, vậy hắn sống hơn 200 vạn năm không phải sống ở trên thân cầu sao. Lão phu luyện chế, tứ vân tứ khởi đan, đây là đan dược cấp 7 khó nhất hắn có thể luyện chế, tuy kém linh vũ tẩy cốt đan, nhưng chỉ ít không thể ở khí thế lạc hạ phong. Song phương từng người chuẩn bị tài liệu, tiếp đó khai luyện. Hà cảnh vân đã được người đào lên, lúc này gương mặt đã đủ mọi màu sắc, vô cùng đặc sắc. Theo lý thuyết, mất mặt như thế, hắn hẳn là nhanh ly khai mới phải, bị nhiều người liếc mắt nhìn cũng là sỉ nhục a. À. Nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn tận mắt xem cuộc tỉ thí này, hắn muốn nhìn thấy Lăng Hàn thất bại. Nhưng tỉ thí bắt đầu, hắn liền phát hiện không hợp lý. Lăng Hàn biểu hiện thong dong vượt xa lý đan sư, phải biết, Lăng Hàn luyện chế linh vô tẩy cốt đan khó khăn hơn tứ vân tứ khởi đan a, nhưng hắn càng thêm thong dong, điều này nói rõ cái gì? Thực lực của song phương thật không ở trên một tầng thứ. Đáng tiếc là, Lý Đan Sư căn bản không có khả năng phân tâm. Tứ Vân Tứ Khởi Đan là thần đan cấp 7 khó nhất hắn nắm giữ, nhưng luyện chế thần đan như vậy, hắn cũng không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể thành công, tự nhiên phải vạn phần cẩn thận. Thời gian luyện chế đan dược cấp 7 sẽ dài hơn, 20 ngày là cơ sở, mà thần đan cấp 8 mà nói, đó chính là một tháng trở lên. Chúng nhân lần thứ hai nên làm cái gì thì làm cái đó, trừ người của Bảo Lâm các cùng Hàn Lâm các toàn bộ lưu lại, những người khác đều tới tấp đi về, chờ hơn 10 ngày lại tới xem kết quả cũng không trễ. Thế nhưng, chỉ tới ngày thứ 16, Lý Đan Sư liền dẫn đầu thất bại. Nổ lò, thình thịch, trong một tiếng trọng vang, lò luyện đan bạo nổ, hoàn hảo, hậu quả không nghiêm trọng lắm, chỉ nổ nứt lò luyện đan, bằng không nếu bạo tạc mà nói, người ở đây chỉ ít cũng phải tử thương hơn phân nửa. chương 1287, lại thắng hạ. Lão đầu thất hồn lạc phách, hắn cư nhiên nổ lò, như vậy hiện tại hắn chỉ có kỳ vọng lăng hàn cũng nổ lò, bằng không chỉ cần đối phương có thể luyện đan dược ra liền thắng. Lại vài ngày sau, Lăng Hàn ngừng lại, vỗ nắp lò, thình thịch, ba viên thuốc bay ra, cuốn lấy thần quang, lóng lánh kinh người. Thành đan, Lý đan sư nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, đối phương thậm chí ngay cả linh vũ cẩy cốt đan cũng có thể luyện chế ra, dù hắn không nổ lò cũng chỉ có thể viết chữ phục. Huống chi, đối phương không chỉ thành đan đơn giản như vậy, mà là luyện ra ba viên. Dọa chết người. Lăng hàn nắm ba viên linh vô tẩy cốt đan trong tay Cười nói Lý đan sư cần kiểm tra một chút không Không, không cần Lý đan sư thất hồn lạc phách nói Sau vài ngày hắn tận mắt nhìn lăng hàn luyện đan Thủ pháp như nước chảy mây trôi kia Để hắn chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui Vứt hắn mấy con phố Hắn bảo dậy, đẩy chúng nhân đi về phía trước Thân hình có vẻ hơi còng xuống Tất cả mọi người thở dài Đây chính là một vị đan sư cấp 7A Đám đan sư của bảo các lâm vội vàng đuổi theo khuyên bảo hà tất đấu khí nhất thời lý đan sư cũng cười nói nói tự nhiên phải giữ lời lão phu vĩnh viễn sẽ không về đại doanh thành nữa bất quá lão phu chỉ nói ly khai đại doanh thành cũng không nói ly khai bảo lâm các hoàn toàn có thể đi phân bộ của những thành thị khác ta dựa vào da mặt của tất cả mọi người co quắp gương càng ra càng cay a à, kéo một vòng hắn vẫn lưu lại bảo lâm các chỉ là đổi một thành thị mà thôi mà đối với đan sư mà nói ở chỗ nào luyện đan có trọng yếu sao bất quá, bị người bước ra đại doanh thành, này cuối cùng là một chỗ bẩn. Người của Bảo Lâm các đều che mặt rời đi, cuộc tỉ thí này bọn họ trước đại thắng, nhưng phía sau lại thảm bại, hiện tại lại cầm không ra đan sư cấp 8 đến, tự nhiên chỉ có thể lui, lưu lại là tự rước lấy nhục. Này là tỉ thí tiêu chuẩn đan đạo, bởi vậy dù cho Bảo Lâm các nắm giữ lực lượng võ đạo rất mạnh cũng không thể làm loạn, dù sao có chút quy củ là phải thủ. Bái kiến lăng đại sư, Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên dẫn người của Hàn Lâm các hành lễ với Lăng Hàn, thần tình cung kính. Đừng nhìn Lăng Hàn trẻ tuổi, nhưng thực lực đan đạo bày ở đó, đan sư cấp 7 còn chưa đủ mưu bức. Lăng Hàn nhận không thẹn, đây vốn là đồ đệ của hắn, bái hắn không phải rất bình thường sao. Hắn tùy ý giơ tay lên nói, miễn, Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên mời Lăng Hàn vào trong phòng, bên ngoài tự nhiên có người thu thập, mà trải qua trận tỉ thí này, rất nhiều người mộ danh đến đây mua sắm đan dược, sinh ý nóng nảy đến rối tinh rối mù. Thỉnh giáo đại sư, tại sao lại giúp bọn ta? Hai người vân vĩnh vọng không hiểu hỏi, lấy thực lực đan đạo của Lăng Hàn, hoàn toàn có thể ở bảo lâm các mưu một tiền đồ rất tốt, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chịu thiệt ở miếu nhỏ của bọn hắn? Thậm chí, không tiếc đối kháng bảo lâm các, Lăng Hàn thưởng thức trà, một lát sau mới nói, ta với sư môn của các người có chút sâu xa, hai người vân vĩnh vọng nhìn nhau một cái, đều không giải thích được hai chữ sâu xa này là thế nào đến. Phải biết, bọn họ từ một vạn năm trước liền đi tới thần giới, mà hiển nhiên. Hàng thiên đại lục là không có khả năng có người đi lên nữa, đến toàn là người của ngũ tông. Mấy năm trước, ta từ hàng thiên đại lục khai thiên mà đến. Lăng Hàn quyết định tiết lộ một chút bí mật, cái gì, hai người vân vĩnh vọng đồng thời đứng lên, chấn kinh đến ra đầu tê dại. Hàng thiên đại lục, đúng là hàng thiên đại lục, làm sao có thể, Khang Tu Nguyên liên tục lắc đầu, người nào không biết hàng thiên đại lục bị ngũ tông khống chế, đừng nói khai thiên ngay cả phá hư cảnh phá toái hư không cũng sẽ lọt vào ngũ tông bầy đại trận mặt sát khai thiên ý tứ là sông phá tỏa thiên đại trận mà ngũ tông bầy điều này có thể sao lăng hàn nhoẻn miệng cười nói thiên hạ không có chuyện không thể làm ngũ tông thì như thế nào có thể lấy thúng úp voi sao đây là thật vân vĩnh vọng cùng khang tu nguyên nhìn đối phương chỉ cảm thấy sư huynh đệ bọn họ nỗ lực gần vạn năm đều hóa thành nước chảy sau khi vân vĩnh vọng khang tu nguyên Trần Thủy Tĩnh tới thần giới, chưa từng có quên hàng thiên đại lục, bởi vậy, bọn họ hăng hái nỗ lực, chờ mong một ngày kia có thể diệt ngũ tông, giải cứu hơn ước vạn sinh linh của Hằng thiên đại lục. Hiện tại, ba người bọn họ có hai cái trở thành đan sư cấp 5, mà Trần Thủy Tĩnh chuyên tu võ đạo, đạt tới nhật nguyệt cảnh trung cực vị, cứ theo đà này, tiếp qua chừng trăm vạn năm, nói không chừng bọn họ có tư cách đối kháng ngũ tông. Đây là mục tiêu bọn hắn phân đấu, cũng là ý nghĩa nhân sinh. Nhưng đột nhiên, có người nói cho bọn hắn biết, Hằng Thiên Đại Lục đã khai thiên, thoáng cái để cho bọn họ mờ mịt, dựa vào kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngũ tông ở Hằng Thiên Đại Lục thì sao? Khang Tu Nguyên hỏi, đương nhiên là diệt, Lang Hàn cười nói, diệt, khí phách, Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh vọng có chút không tin, Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến, đại sự như thế ngũ tông cư nhiên thủ khẩu như bình. Nhưng nghĩ cũng có đạo lý, tin tức như vậy khả năng giới hạn trong cao tầng mới biết được, huống chi bọn họ là ngoại nhân. Bằng không Ngô Tông lấy sinh linh một giới làm đỉnh lô, tin tức như vậy truyền đi, không phải là bị tiêu diệt trong nháy mắt sao. Hai người nhìn Lăng Hàn, đều có một cảm giác kỳ quái, thiên phú đan đạo của thanh niên này cao kinh người, hơn nữa còn từ hàng thiên đại lục đến, hết lần này tới lần khác lại tên Lăng Hàn, để cho bọn họ muốn không liên tưởng đến sư tôn cũng khó. Nhưng đã qua một vạn năm, dù trước đây Lăng Hàn không chết, còn bước vào phá hư cảnh, nhưng như thế nào sống qua vạn năm, ở mấy năm trước khai thiên. Chỉ là trùng tên trùng họ, lại đều là kỳ tài đan đạo đi Đại trưởng lão, người xem chúng ta nên trả cho người bao nhiêu thù lao mới hợp lý Khang Tu Nguyên chuyển đề tài Đây chính là một vị đan sư cấp 7 Tương đối mà nói, cái miếu hàn lâm các này thực quá nhỏ Lăng hàn cười cười nói Vậy sau này, ta luyện chế đan dược, các người thay ta miễn phí bán ra đi Hai người Khang Tu Nguyên đều kinh ngạc Cái này cũng lợi cho bọn họ quá đi Đan sư cấp 7 luyện đan dược bán trong điếm của bọn họ này có thể đề thăng danh tiếng của Hàn Lâm Các, coi như là miễn phí giúp bán, cũng là bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Chương 1288, chơi thiên kiếp. Này, toàn bộ chỗ tốt đều cho bọn họ, không thể phủ nhận, thế gian quả thật có người tốt, nhưng đây cũng quá tốt đi, tốt đến trình độ để người không thể tin tưởng. Bọn họ hỏi quanh co lòng vòng, nhưng Lăng Hàn thủ khẩu như bình, để hai người chỉ có thể vô công. Về phương diện khác, Phong Phá Vân, Hách Liên Thiên Vân, Mộ Dung Thanh, Đinh Bình đều từng người đi ra. Tìm hiểu tư liệu cụ thể của Ngũ Tông, thuận tiện dò hỏi thiên phượng thần nữ hạ lạc. Đã một vạn năm đi qua, người có lẽ sẽ biến. Hơn nữa, thiên tài như bọn họ đều ở trong thực chiến mới có thể thu được đề thăng lớn nhất. Một mặt khổ luyện là không được. Trong hắc tháp, nhiễm nguyên cùng chu vô cửu cuối cùng thu được đủ tích lũy, muốn đột phá thần cảnh. Lăng hàn dẫn bọn hắn đi ra thành ngoại, một bên để cho bọn họ đổ kiếp, một bên thì chơi thiên kiếp. Nửa ngày sau, hai người này đều như than cốc thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nếu không phải Lăng Hàn chuẩn bị thần đan cứu mệnh, bọn họ khẳng định không sống được, nhưng bây giờ cuối cùng lại bước vào thần cảnh. Theo bọn họ, này cực kỳ bất khả tư nghị, bọn họ cư nhiên cũng có thể trở thành cường giả thần cấp. Mà làm người cọ thiên kiếp, Lăng Hàn độ kiếp tự nhiên tương xứng cảnh giới của mình, nhưng hắn tóc cũng không loạn, ở trong thiên kiếp tìm hiểu thiên địa chi bí, hóa thành lực lượng bản thân. Hắn giang hai tay, ông, có lôi đình chi lực kinh khủng dương động, hơn nữa, cũng không phải võ giả lôi tu bình thường có thể sánh bằng, lôi đình này tràn đầy uy áp, có một loại đạo vận. Cọ mấy trận thiên kiếp, cuối cùng cũng nắm giữ một tia thiên uy. Lăng Hàn cười to, tiên ma kiếm vũ động ở trên đỉnh đầu của hắn, nó là thần khí của Lăng Hàn, tự nhiên được lạc ẩn ý chí võ đạo tương đồng, đồng dạng có một tia thiên uy. Hiện tại tiên ma kiếm tế ra, sợ rằng nhật nguyệt cảnh chung cực vị bình thường cũng phải ngã quỵ, thần phục ở dưới thiên uy. Chu vô cửu cùng nhiễm nguyên tới tấp quỳ xuống nói đa tạ hàn thiếu thành toàn nói thật nếu không có lăng hàn mà nói hiện tại tu vi của bọn họ cao lắm là linh hải cảnh đời này cũng chỉ như vậy nếu không mà nói dù cho khai thiên đồng thời đi tới thần giới hiện tại cũng là người thường ở đại lăng triều nhận thức lăng hàn là may mắn nhất trong đời bọn hắn hoặc là nói bọn họ làm ra tuyển trạch anh minh theo lăng hàn bằng không mà nói vì sao bên người lăng hàn chỉ có bốn người bọn họ là thị vệ chứ lăng hàn khoát khoát tay để hai người đứng lên cũng không cần hắc tháp thu bọn họ, đường sau này phải do chính bọn hắn đi. hắn có thể giúp đỡ, nhưng sức người có hạn, kéo hai người bình thường lên sơn hà cảnh, này không sai biệt lắm cũng ép hết tiềm lực của nhiễm nguyên cùng chu vô cửu, thậm chí tiêu hao. muốn bọn họ tiến thêm một bước, phòng trừng hắn cung cấp đan dược nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, ở trong thiên kiếp liền treo. trở lại đại doanh thành, chu vô cửu, nhiễm nguyên thành đại biểu của lăng hàn, thay phiên chú đóng ở hàn lâm các, có chuyện gì sẽ trở về liên hệ mà bản thân Lăng Hàn thì tìm hiểu cuồng dã huyết linh đan. Nếu có thể luyện chế ra thần dược này, vậy phát đạt. Tàn Dạ, Nguyên Thừa Hòa cũng ly khai Hắc Tháp, bọn họ đi vùng núi rộng lớn ngoài đại doanh thành, cùng cường phỉ trong núi chém giết để thăng năng lực thực chiến. Dù sao, bọn họ bế quan thời gian quá dài, không có thực chiến, tu vi lại cao cũng chỉ có thể như hồ phỉ vân. Ở trong dạng bình tĩnh này, Lăng Hàn không ngừng nghiên cứu cuồng dã huyết linh đan. Trên lý thuyết mà nói, tu vi tiến lên nhật nguyệt cảnh cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8, bất quá, đẳng cấp đan đạo hoàn toàn không giống đẳng cấp võ đạo. Có khả năng đan sư cấp 7 chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đến chết cũng chỉ là đan sư cấp 1. Cấp bậc võ đạo, chỉ quyết định hạn mức cao nhất của đan đạo, dù sao luyện đan cần thần hồn cường đại, cùng với uy năng hỏa diễm. Lăng Hàn bước vào nhật nguyệt cảnh, liền quyết định hắn cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8, hơn nữa, lấy cường độ thần hồn của hắn, ngày sau đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, luyện chế thần đan cấp 9 cũng không có vấn đề. Bảo Lâm Các, Nga, hàn Lâm Các lại có một thiên tài đan sư, ngay cả lý đan sư cũng bại. Một nữ tử vóc dáng hiểu điệu đang ngồi, gõ chân bắt chéo, trong váy xẻ tà, hiện ra một cái chân dài trắng như tuyết, thẳng tắp, như ngọc bóng loáng. Thanh âm của nàng điềm mỹ mê người, làm người đang ngồi trong lòng đều ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới thân phận vị này, thì không ai dám toát ra ở trên mặt, chỉ tới tấp xác nhận, có vẻ thập phần cung kính. Này là người phụ trách của Bảo Lâm Các ở Đại Doanh Thành, gọi Lâm Vũ Viên, lại đây vẫn chưa tới 3 tháng. Nhưng từ tin tức nói, Lâm Vũ Viên là tình phụ của một vị đại năng ở tổng bộ Bảo Lâm Các, nhưng chính thất không dung, cho nên mới bị điều tới nơi này tránh gió. Ai dám đánh chủ ý tới nàng? Lâm Vũ Viên mị nhãn đảo qua, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Nữ nhân này địa vị cao cao tại thượng, ai cũng không dám chống đối, ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng sợ, không phải xấu xí không thể vào mắt, mà là quá quyến rũ phong tình, nhìn nhiều sợ hỏa lên, vọng động. Vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. bẩm chủ thượng, hiện tại sinh ý của chúng ta giảm chỉ ít hai thành, đều bị hàn lâm các kiếm đi. Một tên hộ pháp nói, lâm vũ viên dựa vào ghế nói, đã đi qua nhiều ngày như vậy, các người vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì giải quyết sao. Chủ nhân, so đấu đan đạo, chú trọng thực lực nhất. Chúng ta so đấu đan dược cao cấp toàn bộ bị thua, mới có thể để rất nhiều khách hàng mất đi lòng tin với chúng ta. Muốn vãn hồi bại cục, phải ở trên đan đạo đánh bại Hàn Lâm Các. Một lão đan sư nói, mặc dù nói địa vị của đan sư cao cả, nhưng chỉ cần ở trần thế lăn lộn thì làm sao có thể chạy trốn hai chữ danh lợi. Địa vị của Lâm Vũ Viên quá lớn, bởi vậy ngay cả đan sư cũng phải tất cung tất kính với nàng. Chớ nói nhảm, biện pháp giải quyết đâu, Lâm Vũ Viên phất phất tay, có vẻ rất không nhịn được. Lão đan sư nói, biện pháp có hai cái, hắn ngừng một chút, lại nói, thứ nhất, Hàn Lâm Các có thể cậy vào bất quá là một đan sư tên Lăng Hàn, nếu có thể mời chào hắn mà nói, Hàn Lâm Các sẽ bị đánh về nguyên hình. Lúc này Lâm Vũ Viên mới gật đầu nói, thứ hai, chương 1289, cấp 8, Lăng Hàn tự xưng là đan sư cấp 7, chúng ta chỉ cần mời tới một đan sư cấp 8, cùng hắn so một hồi, vô luận là tỉ thí đan dược cấp 7 hay đan dược cấp 8, thì chúng ta đều có thể đạt được thắng lợi. Lão đan sư nói, bất quá, đan sư cấp 8 không có thường trú ở các ta, dù lập tức phát sinh thỉnh cầu, đến bổn thành cũng cần 2-3 tháng. Nếu ở trên đường còn có trở ngại, vậy thời gian sẽ dài hơn. Lâm Vũ Viên trầm ngâm chỉ chốc lát nói, liền hai bút cùng vẽ, trước đi mời chào Lăng Hàn, nếu hắn ngoan ngoãn nghe theo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu không chịu mà nói, vậy thì đè hắn xuống. Vâng, lão đan sư gật đầu, Lâm Vũ Viên suy nghĩ một chút, lại nói, hình như tiêu chuẩn đan đạo của Lăng Hàn còn không kém, điều kiện không ngại mở cao một chút. Ân, chiếu quy cách của đan sư cấp 8 đi. Vâng, lão đan sư gật đầu, tin tưởng mở ra điều kiện như vậy, chỉ cần Lăng Hàn không phải ngu ngốc thì nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn căn bản ngay cả mặt của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy, trực tiếp bị hai thị vệ của Lăng Hàn hạ lệnh trục khách. Sau khi báo cấp cho Lâm Vũ Viên, tự nhiên khiến vư vật quyến rũ này giận dữ, lệnh mau chóng điều đan sư cấp 8 lại, triệt để chèn ép Lăng Hàn. Không khéo là, đan sư cấp 8 cư nhiên ở lúc mấu chốt bế quan, Nghe nói chiếm được một cổ đan phương, đang chuyên tâm nghiên cứu, bởi vậy nhất thời bán hội không thể tới, lúc này Bảo Lâm Các cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xem Hàn Lâm Các ngày càng lớn mạnh. Nhưng tối đa nửa năm, mặc kệ có nghiên cứu thấu hay không, đan sư này nhất định sẽ ra hít thở không khí, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền đạt tin tức, mời đan sư cấp 8 này đi đối phó Lăng Hàn. Cùng lúc đó, Lăng Hàn cũng đang bế quan khổ luyện cuồng dã huyết linh đan. Loại đan dược này ở thời kỳ thượng cổ cũng được xưng là thánh dược trong Nhật Nguyệt cảnh, không chỉ hiệu quả kinh người, hơn nữa đặc biệt khó có thể luyện chế, muốn đan dệt thần văn, trình độ phức tạp có thể so với thần đan cấp 9. Tròn nửa năm đi qua, Lăng Hàn mới rốt cục hiểu rõ mỗi một bước đi. Kế tiếp chính là luyện chế thực tế. Lăng Hàn có chút đau lòng, bởi vì hắn tuyệt đối không có thể một lần liền thành công, nhưng chỉ cần thất bại một lần sẽ phải lãng phí một quả Hồng Vũ Thần Vương quả, mà cái này đại biểu một tiểu cảnh giới nhỏ ở Nhật Nguyệt cảnh nhưng không đi luyện chế mà nói, vậy thì càng thêm lãng phí, hồng vũ thần vương quả chân quý hơn nữa cũng chỉ đại biểu tài phú. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thần đan cấp 8 quả nhiên khó có thể luyện chế, dù cho Lăng Hàn đã nắm giữ mỗi một bước đi, hiểu rõ đan dệt thần văn, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, tương đương với dùng hơn 100 năm quen thuộc, nhưng ở thực tế, vẫn như cũ sẽ sai lầm. Lý luận xuông cùng thực chiến, này tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Hàn đau lòng muốn chết, Hồng Vũ Thần Vương quả đang không ngừng giảm thiểu, từ 129 quả đã hạ xuống 87 quả, có thể tính ra hắn thất bại bao nhiêu lần. Thẳng đến Hồng Vũ Thần Vương quả chỉ còn 46 quả, Lăng Hàn rốt cuộc luyện chế ra lô cuồng giã huyết linh đan thứ nhất. Chỉ một viên, đây không phải vấn đề năng lực cao thấp, bởi vì cuồng giã huyết linh đan một lò chỉ có thể ra một viên, chỉ có chất lượng phân chia cao thấp, không có số lượng khác biệt. Thành, rốt cuộc thành, Lăng Hàn cười ha ha, không vội dùng viên thần đan này mà lập tức ngồi xếp bằng xuống tổng kết các loại sai lầm trong lần luyện đan này chính bởi vì có tập quán như vậy tài năng đan đạo của hắn mới tinh tiến dũng mãnh có luân hồi thụ trợ giúp này tự nhiên càng như hổ thêm cánh hai ngày sau hắn kết thúc tổng kết tiếp tục khai luyện lại thành đan hơn nữa phẩm chất cũng hơi có đề thăng lang hàn nhoẻn miệng cười nếu hai viên cuồng dã huyết linh đan này có thể liên tục gặm mà nói tu vi của hắn sẽ cấp tốc đề thăng hai tiểu cảnh giới nhỏ mà chiến lược hiển nhiên cũng có thể đề thăng hai tinh. Bất quá, ăn một viên cuồng giáo huyết linh đan cần ba ngày luyện hóa, Lăng Hàn ngẫm lại đã bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem tình huống một chút. Hắn ra hắc tháp, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Chu Vô Cửu chạy tới, ngạc nhiên nói. Hàn thiếu, người rốt cục xuất quan, làm sao vậy, bảo lâm các lại tới hạ chiến thư, nói muốn khiêu chiến hàn thiếu. Chu vô cửu nói, hắn dừng một chút mới nói tiếp. Chiến thư ở hơn hai tháng trước đã tới, nhưng Hàn Thiếu một mực bế quan, chậm chạp không có trả lời, hiện tại tất cả mọi người đang nói Hàn Thiếu là khiếp chiến. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ý nghĩ của người khác hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng, hắn cũng không phải sống cho người khác xem, hơn nữa, chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, người khác có thể có ý kiến gì sao. Đã như vậy, liền đi một chút đi, Lăng Hàn trước đi Hàn Lâm Các, đi vào liền có thể phát hiện khách nhân ở đây rất ít, cả tiệm thuốc vắng ngắt. Đại bộ phận tiểu nhị đều không có việc gì, thật sự là quá rãnh rỗi. Xem ra, bởi vì Lăng Hàn khiếp chiến, để Hàn Lâm các trước tích lũy thanh danh ầm ầm đổ nát, hiện tại tự nhiên không người hỏi thăm. Đại trưởng lão, người rốt cục đi ra, Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên như được cứu tinh, Lăng Hàn cười ha hả nói, trước luôn là bọn hắn tới đây khiêu chiến chúng ta, ngày hôm nay, chúng ta đi bảo Lâm Các, cũng đi khiêu chiến bọn họ một hồi. Tốt, Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên đều hưng phấn gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng nhịn một bụng hỏa. Bất quá, lần này Bảo Lâm Các xuất động một đan sư cấp 8, hơn nữa, còn có danh thiên tài. Khang Tu Nguyên lập tức nói, khiêu chiến đương nhiên là rất thoải mái, nhưng vạn nhất bị người trái lại treo lên đánh, ha ha, vậy không dễ chơi. Đan sư cấp 8, Lăng Hàn cười cười, nếu đổi thành hơn nửa năm trước, vậy hắn còn phải suy tính một chút, bởi vì để đan sư cấp 8 đi luyện đan dược cấp 7 khẳng định có thể đề thăng sát xuất thành đan, phẩm chất cũng có thể nâng cao một bước. Hắn tự tin, nhưng không dễ dàng nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại hắn đã luyện ra cuồng dã huyết linh đan, tiêu chuẩn trực bức đan sư cấp 9, vậy còn sợ đan sư cấp 8 sao? Không sao, Lăng Hàn nói. Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh vọng nhìn nhau một cái, cũng gật đầu, thầm nghĩ thành tựu đan đạo của Lăng Hàn kinh người, đồng dạng luyện chế đan dược cấp 7 mà nói, ngay cả đan sư cấp 8 cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Chương 1290, Hàn Tâm Nghiên, một nhóm ba người, rất nhanh liền đi tới Bảo Lâm Các. So sánh với nhau, Bảo Lâm các kinh doanh nhiều năm thực sự là khí thế đường đường, diện tích lớn hơn Hàn Lâm Các thập bội, căn bản không như một tiệm thuốc mà là một cung điện tráng lệ. Bởi vì trước áp đảo Hàn Lâm Các, ở đây tự nhiên lại lần nữa khôi phục nhân khí dĩ vãng, khách nhân gần như trường long, từ cửa ra ra vào vào, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lăng Hàn sải bước đi qua, lớn tiếng nói: "Hàn Lâm Các đại trưởng lão Lăng Hàn tới khiêu chiến, có người dám tiếp không?" Sau một tiếng hét lớn, lượng khách như nước chảy nhất thời bị kiềm hãm nhất tề nhìn lại lăng hàn. Hàn lâm các ứng chiến, có trò hay xem rồi, chỉ một lát sau, liền nghe trong bảo lâm các truyền ra thanh âm. Ha ha, lăng đại sư làm rùa đen rút đầu nhiều ngày như vậy, rốt cục dám ló đầu ra rồi. Con chó ở đâu cắn loạn vậy? Lăng hàn lập tức trách mắng, ngươi, ngươi dám chửi ta là chó. Thanh âm này tức giận nói, ha ha, ta chỉ nói mà thôi, sao các hạ đối chiếu nhập tỏa nhanh như vậy? Lăng Hàn cười to, lẽ nào các hạ trột dạ mới cảm thấy chỉ cần nhắc tới từ chó, liền cùng mình nhắc lên quan hệ. Ghê tởm, thình thịch, trong đại điện truyền đến thanh âm đập vật, hiển nhiên có người tức không nhẹ. Lăng đại sư quả nhiên không đơn giản, chỉ lên tiếng liền đoạt người. Lại một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão đàn sư từ trong đại điện đi ra, bởi vì theo đường tới cửa là một loạt bậc thang thật cao, lão đầu đi trận chiến ấy, nhất thời tạo thành khí thế trên cao nhìn xuống, quan sát Lăng Hàn. Ha ha, cư nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn thủ đoạn như vậy, thân hình của lang hàn thoát một cái nhất thời biến thành cự nhân nguyên lực cường đại tràn ngập này tự nhiên là chút lòng thành hắn trái lại nhìn xuống lão đan sư nói ta đến ứng chiến bảo lâm các ai đánh với ta một trận khóe miệng của lão đan sư co quắp tâm nói tiểu tử này thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn hắn cười ha hả nói vậy kính xin lăng đại sư đợi chút đợi lão phu đi mời hàn đại sư ra hắn xoay người vào đại điện mà lang hàn cũng thu hồi thân hình loại tranh giành khí phách này bất quá là chơi vui mà thôi. Thế giới này liều mạng chính là thực lực, đi, Lăng Hàn nói, đi lên phía trước, hai người khang tu nguyên nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo, nhìn Lăng Hàn ở phía trước, bọn họ đều mọc lên cảm giác cổ quái, như về tới hằng thiên đại lục, theo chân sư tôn một đường quét ngang các lộ đan đạo danh ra, cuối cùng thành địa vị đan đạo đế vương của Lăng Hàn. Ba người rất nhanh vào đại điện, đối phương cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố thành một bức tường người, mỗi người hai tay ôm ngực, có vẻ hùng hổ. Lăng Hàn từ trong hắc tháp lấy ra một cái ghế ngồi xuống, căn bản không xem mình là ngoại nhân, cực kỳ thong dong. Điều này làm cho người của Bảo Lâm các tức điên, người này tự tin bao nhiêu a, à, như là chủ nhân ở đây vậy. Một lát sau, bức tường người đột nhiên tách ra, chỉ thấy chúng tinh phủng nguyệt, nghênh ra một nữ tử. Đây là một mỹ nữ lạnh như băng, vóc dáng thon dài, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn. Nói có khuyết điểm gì, đó chính là ngực tựa hồ có chút bình, không đủ ngạo nhân. Ngươi là Lăng Hàn, mỹ nữ băng xương này quét nhìn Lăng Hàn, lộ ra một tia chẳng đáng, thậm chí chán ghét. Ta là đan sư cấp 8, thấy ta, vì sao không hành lễ? Sách, thật đúng là hung hăng. Lăng Hàn cười nhạt nói, làm sao ngươi biết, ta không phải đan sư cấp 9. Này không phải phế thoại sao, có đan sư cấp 9 trẻ tuổi như thế sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều là hàn tâm nghiên sao? Mỹ nữ băng xương vô cùng ngạo nghễ, nàng là đan đạo thiên tài chân chính, hôm nay bất quá hơn một vạn tuổi, cũng đã là đan sư cấp 8. Không thể nhảy vào cấp 9, là bởi vì bị cảnh giới võ đạo hạn chế, thần hồn không đủ cường đại, dẫn động thần hỏa cũng không đủ nóng. Đối phương nhìn qua còn trẻ hơn nàng, còn muốn ở trên đan đạo vượt trước nàng. Một trăm vạn không tin, hanh, cũng được, hàn tâm nghiên ngạo nghễ nói. Vậy đến so một lần, nếu người thua, ngoan ngoãn dập đầu một trăm đầu cho ta, tự thừa nhận mình thất lễ. Lang hàn cười nói, vậy nếu người thua, thân sĩ như ta sẽ không cho ngươi dập đầu gì, liền bưng chén trà, viết một chữ phục cho ta. Hàn tâm nhiên không khỏi mắt xạ hàn quang, hậu bối này cư nhiên cuồng ngạo như vậy, để cho nàng tức giận. Đan đạo như võ đạo, kém một đẳng cấp, như kém một thiên địa, chỉ là đan sư cấp 7 lại dám lớn lối ở trước mặt đan sư cấp 8 như thế, này là đại bất kính. Nàng cố nén lửa giận nói, hãy bớt sàm ngôn, bắt đầu luyện đan đi, xem ở phân thượng ngươi là hậu bối, ta liền chọn trước, luyện chế. Linh vũ tẩy cốt đan, nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người ồ lên. Người nào không biết, trước lăng hàn chính là luyện chế thành công ra linh vũ tẩy cốt đan, đánh bại bảo lâm các lý đan sư, nhất cử thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ hàn tâm nghiên cư nhiên cũng tuyển luyện chế linh vũ tẩy cốt đan, đây là có tự tin tuyệt đối A. Ở lĩnh vực đối phương am hiểu đánh bại đối phương, thực sự là khí phách. Lăng hàn khoát khoát tay nói, ngày hôm nay chúng ta không thể so đan dược cấp 7. Hắc, lẽ nào ngươi muốn luyện chế đan dược cấp 6? Hàn tâm nghiên cười lạnh, không, chúng ta so luyện chế đan dược cấp 8. Lăng Hàn nói, trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngươi nhất định là đang nói đùa a? À, trước ngươi chính mồm nói, mình bất quá là đan sư cấp 7, sao mới đi qua hơn nửa năm, ngươi nói muốn luyện chế thần đan cấp 8. Người nào có thể có được tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy? Hai người khang tu nguyên cũng sắp điên, chút nữa người luyện nổ lò, chẳng phải là để người chê cười sao? Hàn Tâm Nhiên lộ ra vẻ khinh thường nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi còn có thể luyện chế đan dược cấp 8A. Vì sao không được, Lăng Hàn lấy ra lò luyện đan nói, ngày hôm nay ta muốn luyện chế, là cuồng giã huyết linh đan. Cái gì, Hàn Tâm nghiên động dung, cuồng giã huyết linh đan, đây là đan phương ở rất sớm trước đây liền thất truyền, chỉ ít ở trường quang tinh vực là không người biết luyện chế. Đan phương này quá chân quý, mà nếu thành đan xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh mua kịch liệt. Người này là đang hư trương thanh thế sao? Hàn tâm nghiên không nắm được chủ ý, người đàn ông trước mặt này quá tự tin, người như vậy hoặc là thực định liệu trước, hoặc chính là người điên. chương 1291, viết chữ phục. Vậy so luyện đan dược cấp 8, nàng trầm giọng nói, lúc này, nàng thật dâng lên ý coi trọng, không dám khinh thường lăng hàn nữa. Ta luyện, cửu hoàng kim trung đan, đây cũng là đan dược cấp 8, nhưng vô luận là dược hiệu hay độ khó đều không so được với cuồng dã huyết linh đan, nhưng cuồng giã huyết linh đan gần như có thể nói là đan dược cấp 9, bởi vậy, vô luận nàng tuyển trạch luyện chế đan dược gì cũng không thể ở trên độ khó siêu việt, tự nhiên không sao cả. Chỉ cần lăng hàn thành công luyện chế ra cuồng giã huyết linh đan, mặc kệ phẩm chất thành đan ra sao, thắng chính là lăng hàn. Nhưng trái lại, lăng hàn nổ lò, mà nàng thành đan, thua tự nhiên là lăng hàn. Mời, hai bên bắt đầu chuẩn bị tài liệu, khi lăng hàn lấy ra hồng vũ thần vương quả, đôi mắt đẹp của hàn tâm nhiên không khỏi ngưng lại, ngay cả thần quả như vậy cũng đem ra, Lăng Hàn tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Bằng không, cái giá thực quá lớn, tên này thật nắm giữ được cổ phương như vậy, thậm chí còn có thể luyện chế thành công. Nàng cảm giác hoang đường, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm lại có vài phần tin tưởng Lăng Hàn có thể thành công. Điều này làm cho nàng tâm loạn, sao còn chưa có so đã đoán mình sẽ bại chứ? Các khách nhân đều bị chặn ở cửa, bày ra một đạo cấm chế, miễn cho bọn họ phát sinh lớn tiếng quấy nhiễu đến hai người tỉ thí. Hiện tại Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên cũng chỉ có tin tưởng Lăng Hàn, tuy bọn họ cũng không thể tiếp thu, qua hơn nửa năm mà thôi, vị đại trưởng lão này liền nâng cao một bước. Oanh, thần diễm bốc lên, hai vị đan sư trẻ tuổi đều bắt đầu tự mình luyện chế. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, lập tức tiến nhập trạng thái vật ngã lưỡng vong. Cuồng giã huyết linh đan là đan dược khó luyện chế nhất hiện nay hắn gặp, hơn nữa cũng là cực hạn của hắn hiện nay, bởi vậy, ngay cả hắn cũng cần cẩn rực rực, sợ ý một chút sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Luyện chế thần đan cấp 8 cần 1 tháng, này không chỉ khảo nghiệm kiên trì, nghị lực, còn yêu cầu có nguyên lực cùng thần hồn cường đại chống đỡ. Bởi vì này tương đương với đang toàn lực giao chiến, có bao nhiêu người có thể liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy. Một cái dừng lại liền có thể dẫn đến nổ lò, nên càng lên trên, đan sư lại càng ít. Lăng Hàn đã quên tất cả, này không chỉ là cuộc tỉ thí, luyện ra cuồng giã huyết linh đan vốn chính là thần dược giai đoạn hiện tại hắn cần. Bởi vậy, đã có thể bại địch, lại có lợi với mình, tự nhiên phải chăm chú. Trong một tháng luyện đan, mọi người tới tới đi đi, trừ đan sư, người nào sẽ có kiên trì nhìn từ đầu tới cuối. Bất quá, đối với phần lớn đan sư mà nói, đây thật là một thịnh yến, quan khán hai đan sư cấp 8 đấu pháp, đối với bọn họ có giúp ích rất lớn. Mà ngày cuối cùng hết, gần như toàn bộ người trong thành đều chen lại đây muốn tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. Khai, gần như chẳng phân biệt được trước sau. Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nghiên đồng thời vỗ lò luyện đan, thình thịch, nhất thời nắp lò bay lên. Mà lần này, Lăng Hàn không có dấu rốt, vận dụng Tam Hỏa dẫn, phương pháp hắn am hiểu nhất. A, à, phân vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên nhất thời há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Tam Hỏa dẫn, đó nhất định là Tam Hỏa dẫn, hai người đều thầm nói, nhưng Tam Hỏa dẫn rõ ràng là tuyệt kỹ của sư tôn, cũng chỉ truyền cho hai người bọn họ, mà bọn họ lại không có truyền cho người nào ở Hằng Thiên Đại Lục, như vậy học được Lăng Hàn từ đâu? lẽ nào, này là đệ tử cách thế của sư tôn. Hưu, một viên đan dược lóng lánh từ trong lò luyện đan bay ra, ở trên trời loạn vũ. Này là cuồng dã huyết linh đan, luyện thành, hàn tâm nghiên chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền thở dài, lấy nhãn lực của nàng, chỉ liếc mắt nhìn trong nguyên liệu có hồng vũ thần vương quả, liền có thể kết luận lăng hàn luyện chế tuyệt đối là cuồng dã huyết linh đan. Mà bây giờ đan thành, kết quả liền không cần nói cũng biết. Nàng thua, lăng hàn thắng, ta thua, nàng tâm phục khẩu phục, chúng nhân chấn động mãnh liệt, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên thật thành đan sư cấp 8, hơn nữa đánh bại thiên tài trong thiên tài, Hàn Tâm Nhiên. Người của Bảo Lâm Các thì toàn bộ hóa đá, nửa năm qua, bọn họ một mực chờ vị đan sư cấp 8 đang bế quan nghiên cứu cổ đan phương kia, nhưng hắn vẫn không có xuất quan, xảo chính là, Hàn Tâm Nhiên vừa mới đến thăm Lâm Vũ Viên, liền bị Lâm Vũ Viên nhờ, đi khiêu chiến Hàn Lâm Các. Hàn Tâm Nhiên chính là đan sư trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, quang hoàn trên đầu bất tận, Nói ngắn lại, nàng chính là vì đan đạo mà sinh, chính là một trong 10 đại đan sư thiên phú cao nhất của đại Sích Dương đế triều. Nhưng bây giờ, nàng thua một người càng trẻ tuổi, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Hàn Tâm Nghiên quả thực kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải người không thủ tín, lúc này bưng chén trà tới, dâng cho Lăng Hàn, cũng lấy chỉ làm kiếm, ở dưới chân Lăng Hàn khắc một chữ phục. "Nguyện thua cuộc, quang minh lỗi lạc." Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cô gái này tâm tính có thể, thiên phú đan đạo lại cao để hắn đồng ý thu đệ tử thứ sáu. Chỉ là hiện tại hai người phẩm cấp đan đạo như nhau, hơn nữa lập trường tương phản, nếu hắn mở miệng nói muốn thu đồ đệ, đoán chừng là lọt vào một trận khinh bỉ. Hắn uống một ngụm trà nói, đan cũng so qua, trà cũng đã uống, liền cáo từ. Chờ một chút, hàn tâm nghiên mở miệng, nàng cắn môi một cái nói. Ta còn có thể khiêu chiến ngươi, ha ha, có thể, bất quá phải chờ ta có thời gian. Lăng hàn cười nói, đây cũng không phải thoái thác, mà là trọng tâm của hắn cuối cùng ở võ đạo, không có khả năng một mực luyện đan. Mang hai người Vân Vĩnh vọng, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Người vây xem tự nhiên cũng giải tán, mà khi ba người trở lại Hàn Lâm Các, lập tức phát hiện lưu lượng khách ở đây so với lúc bọn họ rời đi nhiều hơn gấp 5 lần, hơn nữa đây chỉ là một cái bắt đầu. Dám hỏi đại trưởng lão, trước sử dụng là Tam Hỏa dẫn sao? Trở lại Hàn Lâm Các, Khang Tu Nguyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Hàn mỉm cười nói, không sai. Nửa năm quan sát, tuy không phải hắn, mà là nghiễm nguyên cùng Chu Vô Cửu, Lang Hàn có thể kết luận hai đồ đệ này cùng Vân Phượng Tông không có liên hệ gì, chắc là không có quên bản phận. Đại trưởng lão, ngươi, ngươi là từ đâu học được môn bí thuật này? Vân Vĩnh vọng hỏi, nơi nào, Lang Hàn lộ ra dáng tươi cười hồi ức, đây vốn chính là thủ pháp độc môn của ta, chương 1292, Lang Gia quả phụ. Đăng, đăng, Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên đồng thời đứng lên, lộ ra vẻ giận dữ lại dám nói tam hỏa dẫn của sư tôn bọn họ sáng chế là độc môn của hắn này quá không biết xấu hổ mặc kệ đối phương làm sao giúp hàn lâm các nhưng có một nguyên tắc có một cực hạn là tuyệt đối không thể thoái nhượng đó chính là sư tôn của bọn họ như thiên thần như chân tiên tuyệt đối không thể khinh nhờn ta nghĩ đại trưởng lão cũng nên ly khai vân vĩnh vọng lạnh lùng nói biểu tình của khang tu nguyên cũng lạnh lùng quả thực lăng hàn trợ giúp hàn lâm các rất lớn nhưng coi như hàn lâm các suy sụp bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép một người ăn cắp thành tựu của sư tôn ở lại trong điếm, này là đại bất kính với sư tôn. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại hai đồ đệ này biểu hiện để hắn rất hài lòng, nhưng hắn lại nói. Các người đây là muốn xua đuổi công thần sao, chúng ta sẽ cho các hạ đủ thù lao. Khang Tu Nguyên lạnh lùng nói, Lăng Hàn lại nói, các ngươi không sợ ta gia nhập bảo lâm các sao, các ngươi nên biết, nếu ta gia nhập bảo lâm các, các ngươi tuyệt đối chống không nổi 10 ngày, liền đóng cửa. Ha ha, không biết các hạ có nghe câu này chưa, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vân Vĩnh vọng quả quyết nói, Lăng Hàn vỗ tay một cái, cười nói, cần gì chứ, chỉ là một câu nói mà thôi, các hạ, ngươi nên ly khai, thù lao của ngươi qua mấy ngày chúng ta sẽ đưa đến phủ. Khang Tu Nguyên hạ lệnh trục khách, Lăng Hàn mỉm cười nói, ta nhớ đó là một ngày trời đông giá rét, ta ở trước một tử lâu phát hiện một tiểu hài tử sắp bị đông lạnh chết, gọi cho hắn một tô mì, từ đây tiểu hài tử này liền ỉ lại vào ta, vô luận ta đi tới chỗ nào liền theo tới chỗ đó. Cả người Khang Tu Nguyên run lên, trong ánh mắt lộ ra quang thải không thể tin tưởng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt này. Đây là tràng cảnh lúc hắn cùng sư tôn gặp nhau, hắn là cô nhi, thiếu chút nữa đông chết, được lăng hàn cho một tô mì, liền đi theo lăng hàn, nhõng nhẽo muốn làm tùy tùng của đối phương. Sau bị nghị lực của hắn cảm động, lăng hàn thu hắn làm đồ đệ, mà hắn cũng không có cô phụ lăng hàn kỳ vọng, ở đan đạo cho thấy thiên phú trác Việt, từ đây đi lên con đường đan sư. Chuyện này hắn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào biết. Lẽ nào, lẽ nào, Lăng Hàn lại nhìn về phía Vân Vĩnh vọng nói, "Ngươi là Vân gia thiếu gia, bởi vì bị vị hôn thê vứt bỏ, liền đầu đến môn hạ của ta, muốn học thành võ nghệ, trở lại cho nữ nhân kia hai cái bạt tai. Nhưng không nghĩ tới, ngươi ở Đan đạo Thiên Phú lại vượt xa võ đạo, cuối cùng không có thể trở thành cao thủ võ đạo, lại thành Đan đạo đại sư." Vĩnh vọng, vi sư còn nhớ rõ, ngươi từng làm cho vi sư một cái áo choàng nhưng chẳng ra thể thống gì, kết quả bị ba sư huynh đệ cười hơn nửa năm. Sư, sư phụ, Vân Vĩnh vọng không khỏi kêu lên, nhưng lời ra khỏi miệng mới biết được không hợp, người trước mặt này tại sao có thể là sư phụ chứ? Lăng Hàn thở dài nói, lúc ấy vì sư tiến nhập một di tích cổ thám hiểm, kết quả thân tử đạo tiêu, nhưng linh hồn lại bất diệt, vạn năm sau, lại ở trên người một thiếu niên thu được tân sinh. Vân Vĩnh vọng cùng Khang Tu Nguyên hai mặt nhìn nhau, đã vô cùng kinh hỉ, lại cảm thấy khó mà tin được. Phải biết dù ở thần giới, truyền hồn hoa cũng là trí bảo tông trí bảo, trăm ước năm mới có thể sinh ra một gốc, độc nhất vô nhị. Nhưng Lăng Hàn có thể ở tiểu thế giới để linh hồn chuyển thế, phúc trạch như vậy thậm chí vượt qua thánh nhân. Có nên tin tưởng hay không? Lăng Hàn cười ha hả, kể lại một số chuyện của năm người bọn họ khi đó. Hai người vân vĩnh vọng càng nghe càng kinh, việc này tuy không tính là bí mật, càng không phải bí pháp gì, nhưng cũng chỉ giới hạn ở năm người bọn họ. Bây giờ nghe Lăng Hàn không ngừng nói ra, để cho bọn họ càng ngày càng tin tưởng lăng hàn chứng cứ trọng yếu nhất là trừ sư tôn của bọn họ ra người nào còn có thể có được thiên phú đan đạo cao như vậy nếu là sư tôn của bọn hắn như vậy nửa năm tăng một gấp nói không chừng có khả năng sư phụ hai người vân vĩnh vọng đều quỳ xuống lệ rơi đầy mặt lăng hàn cũng cảm xúc dâng trào giơ tay lên nói không cần đa lễ vạn năm không gặp có thể nhìn thấy các ngươi không chỉ bình an vô sự hơn nữa ở đan đạo võ đạo đều có tiến bộ nhảy vọt, để vi sư rất vui mừng. Sư phụ, hai người vân vĩnh vọng đều rơi lệ đầy mặt, nói không ra lời. Được rồi, sư huynh đệ của hai người các người đâu? Lăng Hàn hỏi, trong bốn đồ đệ, Trần Thủy Tĩnh là lão đại, Vân Vĩnh Vọng là lão nhị, Khang Tu Nguyên lão tam, Giang Dược Phong là lão tứ. Sắc mặt của Vân Vĩnh Vọng không khỏi biến hóa, muốn nói lại thôi. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt nói, ta biết, trong sư huynh đệ các người tất có hiểm khích, ban đầu ở hàng thiên đại lục thấy có hai hàn phong hội vi sư liền đoán được trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vân vĩnh vọng khang tu nguyên nhau nhìn vân vĩnh vọng nói để ta nói đi hắn dừng một chút sửa lại tâm tư mới nói sau khi sư tôn mất mấy trăm năm hắn mới bắt đầu liền ngừng lại nhìn lăng hàn lộ ra vẻ bối rối sư tôn còn ngồi trước mặt nói chết không phải đại nghịch bất đạo sao không có gì lăng hàn cười nói ngũ tông rất nhanh thì lộ ra chân diện mục muốn tai họa thiên hạ. Lúc đó, quần hùng thiên hạ nổi lên, chống lại ngũ tông hãm hại. Nhưng tuy thiên địa biến hóa, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng nội tình của ngũ tông càng thâm hậu hơn, còn có thần giới trợ giúp, tuy chúng ta liều mạng với vài thần linh, nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại kết thúc. Bất quá, thiên kiếm cùng có nữ nhi của một vị đại nhân vật đi tới hằng thiên đại lục, nảy lòng du sơn ngoạn thủy, cư nhiên lại coi trọng lão tứ. a à, lang hàn không khỏi kinh hô một tiếng, giang dược phong phong lưu vô số, lại còn có thể được một bạch phú mỹ đến từ thần giới coi trọng đây thật là để người giật mình lão tứ cũng thích nàng kia còn muốn ba người chúng ta cùng hắn đi thần giới tự nhiên bị chúng ta cự tuyệt vì vậy chúng ta liền xích mích vân vĩnh vọng tiếp nói chúng ta vốn phải chết trận ở hàng thiên đại lục nhưng sư nương không là thiên phượng thần nữ mang chúng ta lên thần giới nàng nói chúng ta không dám không nghe quả nhiên ở trong lòng bốn đồ đệ thiên phượng thần nữ sớm đã là sư nương nói ra còn có trọng lượng hơn hắn. chương 1293, phu nhân cho mời. Lăng Hàn lắc đầu, trước đây đánh không lại thiên phượng thần nữ, nhưng bây giờ. Hẳn không có vấn đề đi, hiện tại thiên phượng thần nữ ở nơi nào? Hỏi hắn, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Sư Nương, tuy thiên phượng thần nữ xuất thân tiểu thế giới, nhưng huyết mạch vô cùng cường đại. Sau khi trở lại Vân Phượng Tông liền được trọng điểm bồi dưỡng, chỉ dùng 3.000 năm liền bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, hiện tại càng đạt tới Nhật Nguyệt Cảnh Đại Viên Mãn khang tu nguyên tiếp lời nói nàng bất mãn cách làm của tông môn sau khi vì tông môn ra sức mấy lần liền tuyên bố thoái ẩn cũng tự xưng là hắn dừng một chút nhìn về phía lăng hàn lăng hàn không khỏi buồn bực nói tiểu tử thối còn dám treo khẩu vị của vi sư tuy khang tu nguyên tuổi một sấp dày nhưng bị lăng hàn quát tiểu tử thối lại cười hì hì dĩ nhiên luận niên linh tương đối nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hơn một vạn tuổi quả thực rất trẻ tuổi hắn lại nói nàng tự xưng là lăng gia quả phụ Lăng Hàn sờ sờ cầm, hùng bà nương này cư nhiên tự nhận vợ hắn, ra mặt thực sự là quá dày, bất quá hắn vui mừng. Hiện tại Giang Dược Phong tự nhiên ở Thiên Kiếm Cung, mà Trần Thủy Tĩnh thì ở các nơi thám hiểm, hắn là võ giả, cần ở trong chiến đấu để thăng thực lực. Còn Thiên Phượng Thần Nữ, hiện tại nàng ẩn cư ở Thủy Nguyên Cốc, một địa phương cách nơi đây không sai biệt lắm ba 000 dặm. Lăng Hàn quyết định lập tức đi tìm Thiên Phượng Thần Nữ. Đẩy ngã ngũ tông có thể từ từ làm, nhưng thê tử đã thả một vạn năm, hắn một khắc cũng không muốn đợi lâu. Hắn ra Hàn Lâm Các, vừa định xuất phát, đã thấy một chiếc xe ngựa chặn đi đường của hắn, chỉ thấy một thanh y nữ tử ở trên xe ngựa hơi cúi nói: "Lăng đại sư, phu nhân nhà ta cho mời." "Phu nhân nhà ngươi?" Lăng Hàn kinh ngạc, là ai? Lăng đại sư lên xe, chẳng phải sẽ biết. Thanh y nữ tử hé miệng cười, toát ra một phong tình diễm lệ. Nhìn trang phục của nàng hẳn chỉ là một tỳ nữ, nhưng một tỳ nữ cũng có phong tình như vậy, vậy chủ nhân là vư vật thiên kiều bá mị bực nào người bình thường tất nhiên sẽ tưởng tượng vô tận vui vẻ đáp ứng lên xe xem hình dáng vị phu nhân kia nhưng hiện tại lăng hàn nào có tâm tình này hắn lắc đầu nói không rảnh hắn lắc lắc tay áo nghênh ngang mà đi ai 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 thanh y nữ tử vội từ trên xe ngựa nhảy xuống ngăn trở lối đi của lăng hàn đồng thời ưỡn bộ ngực cao vót thiếu chút nữa đụng phải trên người lăng hàn khiến cho lăng hàn lui về phía sau một bước nữ nhân muốn mạnh mẽ lên nam nhân thật đúng là phải cẩn thận một chút nếu không ngươi bị ngực của nàng đụng chúng vậy khẳng định là ngươi muốn chiếm tiện nghi của người ta nhất định như vậy lăng đại sư phu nhân nhà ta chính là mỹ nhân trên đời này đều biết không biết có bao nhiêu dị sĩ xếp hàng muốn gặp phu nhân nhà ta nhưng vậy cũng phải xem tâm tình của nàng a à. thành y nữ tử có chút ngạo nghễ hiện tại phu nhân nhà ta chủ động mời ngươi lại còn cự tuyệt không sợ phu nhân nhà ta thương tâm sao cùng ta có quan hệ gì lăng hàn thản nhiên nói Ta không đồng ý, thanh y nữ tử nói, lấy tay bắt tới Lăng Hàn. Lăng đại sư, người đã không chịu ngoan ngoãn lên xe, ta chỉ có thể mạo phạm. Oanh, trong cơ thể nàng dũng động ra khí tức cường đại, đúng là một cao thủ nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường cao thủ nhật nguyệt cảnh, nơi nào không thể đi, lại đi làm tỷ nữ. Bất quá, hắn tự nhiên không sợ, hắn ngưng tụ nắm tay, đánh tới đối phương, bởi vì tu ra lôi đỉnh kiếm pháp, lại ngộ được một tiêu uy năng thiên kiếp, một quyền này của hắn không chỉ nhanh, hơn nữa phía trên có lôi điện oai, lực phá hoại kinh người. Két, lôi đình loạn thiểm, thanh y nữ tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng nàng đã không kịp thu chiêu, đầu ngón tay vừa khéo đụng phải nắm tay của lăng hàn, thình thịch, một tiếng vang nặng nề, hai người đều lui ra phía sau. Cô gái này là nhật nguyệt cảnh hậu kỳ, nhưng không phải thiên tài mấy tinh, bởi vậy, lực lượng của nàng bất quá sản sản với lăng hàn. Nhưng một quyền này của Lăng Hàn dùng tới thiên kiếp lực, lực phá hoại kinh người bực nào, nhất thời chấn đầu ngón tay của thanh y nữ tử chảy máu thật không nghĩ tới lăng đại sư lại còn là cao thủ võ đạo thanh y nữ tử chuyển động công pháp cầm máu trên mặt có vẻ kinh ngạc nhưng không có luống cuống bất quá phu nhân ra lệnh lăng đại sư còn nên thành thật phối hợp mới tốt con người nàng mở ra ông hai vòng nhật nguyệt hiện lên nhưng không tản mát ra một tia nhiệt lực mà tràn đầy âm lãnh chu vi có băng sương xuất hiện hạ xuống nhật nguyệt chỉ là nhìn qua như nhật nguyệt trên bầu trời mà thôi. Có người tu hàn băng chi lực, vậy nhật nguyệt tự nhiên vô cùng băng lãnh, tản mát ra hàn lực vô tận. Nhật nguyệt phóng ra ngoài, trong lòng Lăng Hàn gật đầu, ở đây trình tự võ đạo quả nhiên mạnh hơn hợp Ninh Tinh, chỉ ít hợp Ninh Tinh chỉ thấy Tam Nguyên thượng nhân có thể phóng hằng hà ra ngoài, những người khác chỉ biết vận dụng lực lượng sơn hà nhật nguyệt cùng tinh thần mà thôi. Băng hàn như vậy để huyết dịch của Lăng Hàn cũng phải đông lại, làm thân thể hắn muốn đóng băng. Bất quá, muốn đánh bại hắn này xa xa không đủ. Kết, cả người hắn tán phát ra lôi quang, tia chớp dày đặc, nhất thời ngăn cách lực đóng băng ra ngoài ba thước. Băng phong chi thương, thanh y nữ tử nhẹ xích một tiếng, hàn khí vô tận ngưng kết, ngưng tụ thành một thanh băng thương, tiếp đó chợt đâm tới lăng hàn, gió lạnh quyển đáng, hóa thành vô số đạo băng nhận. Lăng hàn một chỉ điểm ra, kiếm ý diễn hóa, mang lôi đình chi lực, nghênh đón băng nhận. Ba 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 ba, tất cả băng nhận đều bị nổ nát. Lăng hàn đứng chắp tay nói, đủ chưa thanh y nữ tử dung băng thương lên nói chưa đủ nàng phục lại công lên trường thương không ngừng đâm còn có thể sử dụng như côn ý chí võ đạo quán chú trên băng thương xuất hiện từng đạo thần văn đan vào thành quang mang lóng lánh lăng hàn hừ một tiếng cũng triển khai chiến lực nắm tay oanh kích không ngừng nện ở trên băng thương tạp 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 trên băng thương xuất hiện vết dạn sau khi ăn một cái trọng quyền của lăng hàn cuối cùng vỡ nát mà sắc mặt của thanh y nữ tử cũng trắng bệch tóc tai bù xù, không còn một chút xíu xinh đẹp mê người. Nàng không khỏi hoảng sợ, Lăng Hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi, lại ở chính diện đánh bại mình, thực lực này quá kinh người. Nhưng nàng cũng không chịu thua, mà lấy ra một tấm thần phù, muốn dán lên người. Chương 1294, lại thấy yêu tinh. Thanh La, đủ rồi. Trong xe truyền ra một thanh âm quyến rũ thấu xương, chính là trưởng môn nhân của đại doanh thành Bảo Lâm Các. Lâm Vũ Viên, làn gió thơm dương động cửa xe mở ra, đứng một đại mỹ nhân phong tình vạn trùng, vóc dáng ngạo nhân, chỉ vừa đứng đó là có thể làm người sinh ra tưởng tượng vô tận. Hơn nữa, nữ nhân này hiển nhiên rất am hiểu phát huy mị lực đến mức tận cùng, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đứng, mà là thân thể mềm mại khẽ nghiêng, hiển lộ đường cong toàn thân. Thực sự là rượu không say người người tự say, lang đại sư, thiếp cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, người còn sợ thiếp ăn người sao. Nàng cười khanh khách, như nhánh hoa run rẩy phong tình động nhân. Bị nàng nói như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng không tiện rời đi, liền cười cười nói. Không biết phu nhân có gì chỉ giáo, lên xe trước đi, Lâm Vũ Viên cười quyến rũ nói. Lăng Hàn hơi do dự, vẫn gật đầu, leo lên xe ngựa. Lâm Vũ Viên xoay người tiến nhập trong xe, nàng mặc một quần dài màu đỏ, rất vừa người, bao vây vóc dáng hoàn mỹ của nàng thật chặt, đứng ở sau lưng nàng, có thể tinh tưởng thấy vòng eo như dương liễu chập trần sinh tư. Mà cái mông tròn vo cũng bị vải vóc bao chặt chẽ, đi một bước, kiều đồn nhô lên, mê người như có thể chảy ra nước. Lăng Hàn coi như là thường thấy mỹ nữ, mà nói đến mê người, loạn tinh nữ hoàng muốn vượt lên nàng thập bội, nhưng nói đến làm sao bày ra phong tình bằng phương thức nóng bỏng, nữ nhân này tuyệt đối am hiểu nhất. Ngay cả hắn cũng không dám xem nhiều, rất sợ xảy ra sự cố. Lâm Vũ Viên nhất cử nhất động đều xinh đẹp mê người. Như loạn tinh nữ hoàng là trời sinh tuyệt sắc, coi như chỉ là một thân ảnh cũng có thể để cho người ta phát lên ham muốn vô tật, mà cô gái này lại thông qua các loại động tác thật nhỏ, phát huy mị lực bản thân đến mức tận cùng. Mỹ đồn của nàng chập chờn để cho người ta hoàn toàn cầm lòng không được. Nhẹ nhàng ngắt một cái, liền có đường cong tất lộ, quyến rũ mê người, để cho người ta thật muốn đưa tay lên chạm tới, tự tay thể nghiệm kiều đồn đầy đặn, co giãn cùng mềm mại. Lăng Hàn chặc thủ tâm thần, đây cũng là một đại yêu tinh. Để cho hắn hết ý là, kỳ như áo xanh rõ ràng xưng cô gái này là phu nhân, nhưng ngoại hình của nàng không có đại biểu gả cho người. Bình thường, sau khi nữ nhân lập gia đình sẽ búi tóc lên, thiếu nữ Vân Anh chưa gả là tuyệt không thể nào ăn mặc như vậy. Mà nàng, tóc đen xóa như bộc, lộ ra một chút xíu cổ tuyết trắng, trắng đen tạo thành thị giác trùng kích mãnh liệt. Mà cũng không liên quan tới hắn A, Lăng Hàn lập tức thầm nói, chẳng lẽ đối phương không có lập gia đình, mình còn có thể bắt nàng sao? Dĩ nhiên là không cần để ở trong lòng, xe ngựa chỉ cách một đoạn, nhưng cảm giác như Lâm Vũ Viên đi rất lâu, để cho thân ảnh xinh đẹp hấp dẫn của mình hoàn toàn khác ở trong đầu Lăng Hàn, lúc này mới xoay người, cười nói: "Lăng thiếu mời ngồi." Nụ cười này như trăm hoa đua nở, toàn bộ buồng xe đều sáng người không ít. Lăng Hàn cười nhạt, theo lời ngồi xuống nói: "Phu nhân mời, không biết có chuyện gì? Hắn bây giờ vội vã đi thủy nguyên cốc tìm Thiên Phượng thần nữ, thật không muốn lãng phí thời gian." Thấy trong ánh mắt hắn toát ra vẻ không nhịn được, Lâm Vũ Viên thiếu chút nữa tức lệch mũi. Nàng tự phụ mị lực rất thích trêu người xoay quanh để cho người ta vì nàng si tình bản tính xấu xí hiện ra nàng không phủ nhận mình là một yêu nữ lãnh khốc tuyệt tình như vậy ai bảo dáng dấp nàng xinh đẹp có thể tùy ý trêu ghẹo như thế chứ nhưng lăng hàn lại dám lộ ra vẻ không nhịn được với nàng cái này cái này cái này đơn giản là đang đánh mặt của nàng a nếu như lăng hàn chẳng qua là trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được nàng có thể kết luận đối phương chẳng qua là giả bộ một chút dùng kế dục cầm cố túng cũng có thể coi là một tay ăn chơi giả dặn nhưng bây giờ nhìn cái mặt lạnh lùng ánh mắt không nhìn được kia liền nói rõ cái này để cho lâm vũ viên tin tưởng đối phương thật là không muốn gặp mình ánh mắt chắc là sẽ không nói láo huống chi lâm vũ viên trêu nam nhân thành tính đối phương có ham muốn mình hay không nàng dễ dàng liền có thể cảm thấy nàng hết sức khó chịu a à? lâm vũ viên bình phục tâm tình chẳng lẽ một đại yêu tinh như nàng còn cám dỗ không được một thiếu niên nàng không chút keo kiệt lộ ra một nụ cười kinh diếm vậy thì thật là tinh thiết bách luyện cũng có thể hóa thành nước phong tình vạn trùng. Không có chuyện gì chẳng lẽ không thể mời lăng thiếu đến hàn huyên một chút sao? Giọng nói lười biếng, giống như dài ra một đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gãi, để cho người ta dục hỏa dâng trào. Lăng hàn lắc đầu nói, nếu như phu nhân không có gì phân phó, vậy tại hạ cáo từ. Hắn đứng lên, làm bộ muốn đi, uy, uy, lâm vũ viên thật bị chọc giận rồi, nàng lắc người một cái liền ngăn cản đến trước mặt lăng hàn, tốc độ thật nhanh, để cho sắc mặt lăng hàn không khỏi ngưng lại, nữ nhân kiều mị này lại là đại cao thủ tốc độ quá nhanh hắn thậm chí không có thấy rõ nếu đối phương đột nhiên xuất thủ với hắn hắn rất có thể sẽ trúng chiêu bất quá đối phương làm vậy để hai ngọn núi đang run rẩy đính vào trước người hắn chỉ kém một chút xíu sẽ đụng vào để cho lăng hàn không khỏi nhíu mày sau đó lui một bước hắn chọc nợ tình đã đủ nhiều nữ nhân đã trở thành hồng nhan hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ nhưng tuyệt đối tuyệt đối không muốn lại đi trêu chọc đối tượng mới a à. lâm vũ viên thấy vậy Mị nhãn không khỏi khẽ ít một cái hóa thành một đường may lại đủ để xuyên thủng tất cả nam nhân trong thiên hạ nàng cười cười dùng khẩu khí khinh bạc nói ngươi sợ cái gì lo lắng thiếp thân ăn ngươi sao thật đúng là như vậy a à. lang hàn đàng hoàng không khách khí gật đầu nói phu nhân xin tự trọng lâm vũ viên cản dỡ cười duyên lên ngực phập phồng ba ba dung chuyển để cho người ta hoa cả mắt quả muốn hóa thành dã thú đẩy ngã vư vật này tự tay đo lường hai ngọn núi kia Mọi người đều nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Ha ha, có muốn thử tư vị trộm lão bà của người khác hay không? Nàng nhẹ giọng nỉ non, tràn đầy cám dỗ. Tiểu tử thúi, mắc câu đi a, chỉ cần ngươi lộ ra một chút xíu thái độ xấu xí, nhìn ta không đánh chết ngươi, sau đó thu làm đầy tớ, để cho ngươi làm khổ sai cả đời, dám giả vờ không thèm với ta, hừ. Chương 1295, khách khanh trưởng lão. Lăng Hàn cười cười nói, phu nhân là uống quá nhiều sao? say cũng không nhẹ. Được rồi, ta không có thời gian chơi với ngươi, nếu không tránh mà nói, ta không thể làm gì khác hơn là phá hủy cái xe ngựa này của phu nhân. Lâm Vũ Viên há hốc mồm cứng lưỡi, người này còn cự tuyệt mình. Ô, nàng đột nhiên ủy khuất, ô ô ô khóc thút thít. Ngươi bị động kinh sao? Ta một ngón tay cũng không có động ngươi, sao ngươi như bị người khinh bạc vậy? Lăng Hàn cảm thấy đau đầu, không nên chọc thì tốt hơn, đi. Lăng Hàn muốn nhấc chân, lại thấy hoa mắt, Lâm Vũ Viên mới vừa rồi còn ngồi dưới đất khóc thúc thiết lại chặn đường đi của hắn, thực lực của nữ nhân này thật có chút sâu không lường được, để cho Lăng Hàn không cách nào nắm bắt, không cách nào suy đoán. Người khi dễ người, Lâm Vũ Viên dùng giọng nức nỡ nói, chẳng qua nàng vốn là vư vật quyến rũ như nước, vừa lê hoa đái vũ, nhất thời để cho người ta lên tà hỏa, càng hiện lên một cổ vọng động muốn giày xéo nàng mãnh liệt. Loại quý phụ cao cao tại thượng này là có thể kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân nhất, thật muốn xé rách quần áo của nàng, để cho nàng thần phục ở dưới khố của mình dựa vào lăng hàn nhe răng nghị lực của cái hỏa thủy này thật không nhỏ hại hắn lại suy nghĩ nhiều hắn vội vàng nghĩ tới loạn tinh nữ hoàng dùng nhàn tuyệt sắc khuynh thành kia vừa hiện lâm vũ viên lập tức mất đi quang thải ở trước mặt của hắn bình thường sẽ không có một tia cám dỗ nữa nữ hoàng đại nhân lại còn có thể coi là thuốc thanh tâm cái này thật đáng khen a à. lâm vũ viên lần nữa chắc lưỡi hít hà lão nương đã dùng tới bản lãnh áp đáy hòm người lại còn một bộ cười chê nàng không có lui, chẳng lẽ muốn nàng cởi, nàng chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, trêu đùa là nam nhân tình cảm, trêu đùa là nam nhân đáng thương, nhưng không có ý để mình nhảy vào chút nào. Lăng thiếu, mời ngồi, nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, trên khuôn mặt quyến rũ như nước nào có một chút nước mắt. Lăng hàn có chút phát điên, người nói chúng ta quen biết sao. Người đùa như vậy thật tốt sao, chẳng qua là, thực lực nữ nhân này sâu không lường được, nếu ra mặt nàng lại dày không cho rời đi, vậy trừ khi Lăng Hàn vận dụng hắc tháp thì không có biện pháp khác. Chẳng qua là kể từ khi biết tiên vực, Lăng Hàn càng thêm cẩn thận, càng không muốn bộc lộ bí mật của hắc tháp. Hắc tháp là tồn tại gì? Luân hồi thụ cần 12 vạn ức năm mới có thể lớn, nhưng ở trong hắc tháp bất quá 3 năm mà thôi, mặc dù không có đạt tới công hiệu lớn nhất, nhưng đã nghịch thiên đến không tả nổi rồi. Cái này thả vào tiên vực, chắc cũng là trí bảo. Bây giờ hắn ngay cả sáng thế cảnh cũng không thể bước vào, nếu để cho cường giả tiên vực biết hắn có hắc tháp đó không phải muốn chết sao phu nhân tới cùng có gì chỉ giáo lang hàn trầm giọng nói hắn đến bây giờ thậm chí còn không biết thân phận của đối phương lâm vũ viên cười nói thiếp chính là trưởng quỹ của bảo lâm các lang hàn có chút cổ quái một đại yêu tinh quyến rũ như nước hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc như thế cư nhiên chỉ là trưởng quỹ của một cửa hàng đan dược trong lòng hắn nhả rãnh nhưng trên mặt bất động thanh sắc nói nguyên lai là lâm trưởng quỹ sách sách sách, thiếp không thích tiếng sưng hô này. Lâm Vũ Viên lắc đầu, lấy một tư thái vô cùng mạn diệu ngồi xuống, tiếp đó vén hai chân, trong tà váy xẻ cao hiện ra một cái chân thon dài, tinh tế, tuyết trắng giống như ngà voi. Bởi vì trong buồng xe lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa, trên nền lót thảm lông thật dày, nàng ngay cả giày cũng không có mang, năm ngón chân khéo léo đỏ tươi, tôn lên mỹ chân tuyết trắng, nếu có ham mê đặc thù nào đó mà nói, nhất định sẽ muốn quỷ liếm. Càng muốn mạng là, nàng còn nhẹ nhàng lay chân, mùi thơm trận trận, để mắt người không tự chủ được chạy vào trong váy, muốn xem càng nhiều cảnh xuân. Đáng tiếc là, chỉ có thể thấy một chút xíu bắp đùi trắng như tuyết. Không bằng, gọi thiếp tỉ tỉ đi, lâm vũ viên cắn ngón tay, hàm răng như ngọc, nhãn thần mông lung, rượu không say người người tự say. Lâm phu nhân, lang hàn bất phi sở động, lâm tỉ tỉ cũng được, lâm vũ viên rất có kiên nhẫn, lâm phu nhân, lang hàn kiên trì, lâm vũ viên không khỏi thở dài, nàng còn thật không có thấy nam nhân như vậy, lãnh khốc hờ hứng, để cho nàng hiện lên vài phần hiếu kỳ. Nàng biết, khi nữ nhân phát lên lòng hiếu kỳ với một nam nhân mà nói, đó là một tín hiệu nguy hiểm, rất có khả năng bởi vậy mà lún xuống. Nhưng nàng có lòng tin, tuyệt đối có thể khống chế mình, lại làm cho đối phương say mê mình. Được rồi, lâm vũ viên cuối cùng không miệt mài trên sương hô nữa. Hàn đệ đệ cũng biết, người luyện ra cuồng giã huyết linh đan, sẽ đưa tới bao nhiêu phiền phức không? Khóe miệng của lăng hàn co quắp, nữ nhân này căn bản không có chút thoái nhượng, cái gì được rồi chứ, mặc dù không có yêu cầu hắn kêu tỷ tỷ nữa, nhưng gọi hắn là hàn đệ đệ, còn không phải như nhau sao. Hắn cũng lười cải cọ với đối phương, sẽ để đề tài càng xả càng xa, hơn nữa, nữ nhân này hiển nhiên là một tay hảo thủ, không thể bị đối phương kéo vào trong rãnh. Làm sao phiền phức, hỏi hắn, cuồng dã huyết linh đan, có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ của nhật nguyệt cảnh, được xưng là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh, chỉ cần không có đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong, khẳng định sẽ để mắt tới hàn đệ đệ. Lâm Vũ Viên nhẹ nhàng nói, không chút keo kiệt ở trước mặt Lăng Hàn cho thấy nàng quyến rũ xinh đẹp. Lăng Hàn cười cười nói, đã như vậy, những nhật nguyệt cảnh kia không nên khách khí với ta, kính như khách quý sao. Lâm Vũ Viên cười ha hả, lần thứ hai để Lăng Hàn no mắt, nàng lắc đầu nói. Hàn đệ đệ lại không có bối cảnh gì, Hàn Lâm các lại là một miếu nhỏ, làm sao có thể chấn nhiếp người khác chỉ cần tin tức truyền ra, không bao lâu nữa, hàn đệ đệ sẽ bị người bắt, bức luyện đan cả ngày. Hi hi, hàn đệ đệ sẽ không cho là địa vị của đan sư cao cả, có thể đi khắp thiên hạ chứ. Dĩ nhiên không có khả năng, sở dĩ địa vị của đan sư cao cả, đó là bởi vì võ giả nhu cầu, đương nhiên cái địa vị này là võ giả cho, có nhận hay không, cũng phải xem tâm tình của võ giả. Đan sư không có bối cảnh duy trì, vậy thật chỉ là một công cụ luyện đan mà thôi. Lang Hàn cười cười nói phu nhân lại có đề nghị gì đây? Chương 1296, người ngọc nơi nào? Thượng, gia nhập Bảo Lâm Các, Lâm Vũ Viên đột nhiên nghiêm nghị nói, trước còn một bộ phong tình vạn trùng, ta muốn mê chết ngươi, nhưng đột nhiên liền giải quyết việc chung, chính kinh vô cùng, tương phản như vậy quá lớn, để Lăng Hàn có chút không tiếp thụ được. Lăng Hàn lắc đầu nói, tuy Bảo Lâm Các thế lớn, trên có thể thông thiên, bất quá, tại hạ không có khả năng ly khai Hàn Lâm Các lâm vũ viên lại triển khai dáng tươi cười mê người nói thiếp cũng không yêu cầu hàn đệ đệ ly khai hàn lâm các đương nhiên hàn đệ đệ có thể làm hàn lâm các đại trưởng lão vì sao không thể kiêm bảo lâm các khách khanh trưởng lão chứ lăng hàn kinh ngạc đây thật là một phần đại lễ bảo lâm các tuyệt đối là một quái vật lớn chi nhánh trải rộng toàn bộ vân đỉnh tinh ngay cả xích diễm hoàng cũng phải cho mấy phần mặt mũi như vậy có một tấm bảng hiệu như thế còn có nhật nguyệt cảnh nào dám động lăng hàn bất quá Lăng Hàn cũng không phải lo lắng có thế lực nào thật bức mình đi luyện đan, mà là nghĩ tới Ngũ Tông. Ngũ Tông có thể ở thần giới đặt chân nhiều năm như vậy, hơn nữa, lấy hằng thiên đại lục luyện chế nhiều lần nhất giới đan như vậy, lẽ nào thần giới thật không có ai biết. Phía sau bọn họ, nói không chừng có thế lực mạnh hơn bao che, nếu Lăng Hàn đơn thương độc mã mà nói, như vậy sau khi chống lại Ngũ Tông, đối phương không địch lại, nhất định sẽ xin thế lực sau lưng giúp đỡ. Thế nhưng, Lăng Hàn thể hiện tấm chiêu bài bảo lâm cắt ra, thế lực sau lưng ngũ tông còn dám ra tay sao ngũ tông không có thế lực như vậy duy trì nhưng tổng có minh hữu gì đi bảo lâm các đủ để kinh sợ chút người kia để cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn không tệ cái thân phận này rất hữu dụng nghĩ như thế lăng hàn liền gật đầu nói vậy cung kính không bằng tòng mệnh đa tạ phu nhân lâm vũ viên cười xinh đẹp tiếp đó dựng thẳng lên một ngón tay nói bất quá thiếp có một điều kiện lăng hàn gật đầu đối phương tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn một đại ân, có điều kiện là rất bình thường. Hắn nói, điều kiện gì, không hà khắc mà nói, hắn sẽ đáp ứng. Bất quá muốn hắn hiến thân mà nói, đó là trăm triệu lần không có khả năng. Điều kiện của Lâm Vũ Viên cũng tuyệt không bình thường. Hai chọn một, thứ nhất, mỗi 10 năm thay thiếp thân luyện chế một viên cuồng giã huyết linh đan, thứ hai, dạy phương pháp luyện chế cho nhà đầu tâm nghiên kia. Hai điều kiện này thật đúng là không tính giản đơn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, phu nhân có thể lấy được hồng vũ thần vương quả, này là then chốt để luyện chế cuồng dã huyết linh đan, không có vị chủ dược này, hết thảy đều là hư ảo. Nếu không lấy được, thiếp sao dám nói điều kiện như vậy? Lâm vũ viên tràn đầy tự tin nói, Lăng Hàn chậm rãi gật đầu nói, hảo, ta có thể dạy phương pháp luyện chế cho Hàn cô nương. Điều kiện thứ nhất mà nói, hắn sẽ bị trung thân cột vào bảo lâm các, chẳng bằng chọn thứ hai, tuy dạy người luyện đan cần thời gian rất lâu, nhưng là sự tình nhất lao vĩnh giật huống hồ hắn chỉ cần lấy đan phương cho hàn tâm nghiên đợi đối phương nắm giữ được không sai biệt lắm lại dành thời gian chỉ điểm một chút với hắn mà nói tốn thời gian cũng sẽ không nhiều lâm vũ viên lại có chút thất vọng lăng hàn chọn cách thứ hai chứng minh mị lực của nàng vô hiệu bằng không đối phương hẳn là chọn thứ nhất không phải có thể cùng nàng gặp nhiều mấy lần sao tên tiểu tử thúi này lão nương cũng không tin lâm vũ viên cuối cùng thả lăng hàn xuống xe ngựa mê hoặc không có tác dụng a dựa vào bất quá sau khi lăng hàn xuống xe ngựa không khỏi hét lớn một tiếng bởi vì thời điểm hắn nói chuyện với lâm vũ viên hắn không biết bị xe ngựa trở đến chỗ nào địa phương xuống xe lại là một mảnh rừng rậm chỗ nào cũng nhìn không thấy hình bóng thành thị nữ nhân quả nhiên đều là lòng giả dạ hẹp hòi thanh y tì nữ hiển nhiên ghi hận ở tâm bởi vậy lái xe ngựa không biết chạy tới địa phương nào tiếp đó ném hắn xuống này không phải cố ý chơi hắn sao hắn lắc đầu nhảy lên ngọn cây quan sát một lúc Trước tiến tới một chỗ, đi tới một chấn nhỏ, hỏi thăm một chút, mới biết được nơi đây cách Đại Doanh Thành lại tới 800 dặm. Chiếc xe ngựa kia chạy thật nhanh, hình như cũng không có chạy bao lâu ha. Lăng Hàn không trở về Đại Doanh Thành, ngược lại mục tiêu của hắn là Thủy Nguyên Cốc, mà xảo chính là, hắn ly khai Đại Doanh Thành hẳn là đi phương hướng này, bởi vậy, hắn cũng không có bị chơi, mà là đi nhờ xe một chuyến. Không biết sau khi thanh y nữ tử biết, có thể tức chết hay không. Lăng Hàn cười ha ha, lên đường mà đi. Chỉ hai ngày sau, Lăng Hàn liền tới Thủy Nguyên Cốc, hắn dựa theo tư liệu của hai người Khang Tu Nguyên cung cấp, đi tới một chỗ, nơi này có thác nước nhẹ rủ, u hoa trải rộng, còn có một tòa tiểu viện, như thế ngoại đào nguyên. Đây là chỗ ẩn cư của thiên phượng thần nữ, trong lòng Lăng Hàn không khỏi kích động, đi nhanh đến, trong đầu nghĩ sau khi nhìn thấy thiên phượng thần nữ, đầu tiên phải nói gì. Tâm tư nhẹ nhàng, hắn đi tới trước đại môn, giơ tay lên muốn võ nhưng hơi dừng lại một chút, trong lòng dâng lên khẩn trương cường liệt, nhưng chỉ một chút mà thôi hắn vẫn gõ xuống cốc 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 một lát sau chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân lang hàn nhíu mày bởi vì tiếng bước chân này không chỉ có một mà là ba cái rất hỗn độn thiên phượng thần nữ một người ẩn cư sao sẽ xuất hiện ba tiếng bước chân không bình thường ánh mắt hắn nhất thời phát lạnh dâng lên sát cơ mãnh liệt nếu có người dám bất lợi với thiên phượng thần nữ hắn sẽ không chút do dự đại khai sát giới chi cửa mở bên trong hiện ra ba người đều là nam nhân, mặc chiến giáp, có thể thấy những chiến giáp này đều có chút cũ nát, còn có tàn vết tiên huyết, tản mát ra khí tức thiết huyết sát phạt. Mà ba nam nhân này nhìn qua đều chừng 30 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi là người phương nào? Một nam tử hỏi, mang uy thế từ trên cao nhìn xuống. Người này chắc là tướng lĩnh trong quân, cho nên vừa mở miệng mới giống như tướng quân nhìn xuống tiểu binh, mang theo lực áp bách cường đại. Lăng Hàn bất phi sở động, chỉ thản nhiên nói, các ngươi là người nào? lớn mật, hai gã nam tử khác đồng thời rút ra nửa đoạn đao bên hông, thương, phát sinh âm hưởng thanh thúy, mang theo sát khí cường đại, đây tuyệt đối là trải qua chiến trường mới có thể bồi dưỡng được khí ức át phạt như thế. chương 1297, người ngọc nơi nào? Hạ, tên nam tử ở giữa kia vươn tay ấn xuống, ngăn cản hai người tiến thêm một bước, tiếp đó nhìn lăng hàn nói. Ta là thị vệ của tạ đại tướng quân, tạ tiền úy mã trương, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra tạ đại tướng quân, Tả tiền úy, lăng hàn kinh ngạc, hắn biết ba người này đều là tướng sĩ trong quân, nhưng để hắn không giải thích được là thiên phượng thần nữ như thế nào sẽ cùng quân đội nhắc lên quan hệ. Bằng không mà nói, sao ba người này sẽ xuất hiện ở đây? Hắn trầm ngâm mới nói, tại hạ lăng hàn, tới đây tìm một vị cố nhân, chẳng biết mã đại nhân lại tới làm gì. Hành, người cũng dám xen vào việc của người khác, một tên binh sĩ quát, chỉ là lúc này không có rút đao. Lăng Hàn cười nhạt nói, ở đây không như chiến trường, không cần ra vẻ ta đây. Hanh, không thấy thiên phượng nữ, người đã tự xưng là bạn cũ của nàng, vừa lúc hỏi ngươi, nàng đi nơi nào. Mã trương nhìn tròng chọc lăng hàn, trong ánh mắt tán phát ra sát khí, rất có tư thế một lời không hợp liền rút đao. Không thấy thiên phượng nữ, trong lòng lăng hàn giật mình, tại sao ba người này muốn tìm thiên phượng thần nữ, là xuất phát từ mệnh lệnh của người nào. Sắc mặt của hắn cũng chuyển lạnh, đây là nghịch lân của hắn, không cho người khác đụng vào ta ngược lại cũng muốn biết tại sao các người muốn tìm bằng hữu của ta hắn điềm nhiên nói bắt mã trương không trả lời trực tiếp sai người xuất thủ soát soát hai tên binh sĩ lập tức thoát ra bọn họ tuyệt đối không phải binh lính bình thường bằng không làm sao có thể có tu vi nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị vừa ra tay lực lượng của nhật nguyệt cảnh kích bắn hết sức kinh người nhưng lang hàn ngay cả chống đỡ cũng lười chỉ hư một tiếng một tia thiên uy lưu chuyển hai người kia nhất thời rên lên một tiếng ngay cả đao trong tay cũng cầm không được, rơi xuống đất mà hai người cũng trực tiếp nằm xuống. Bọn họ không khỏi hoảng sợ, đối phương cũng chỉ là tiểu cực vị, thậm chí còn chỉ là sơ kỳ, nhưng ở trước mặt đối phương, bọn họ ngay cả ra một chiêu cũng không làm được, tranh lệch này lớn đến quá mức rồi. Ân, trong ánh mắt mã trương chợt bùng lên chiến ý kinh người, thực lực của lăng hàn kích thích hắn, để hắn như về tới chiến trường, gặp phải đối thủ cường đại. Vì sao các người muốn tìm thiên phượng nữ? Lăng Hàn lại hỏi, lúc này đây, hắn không che giấu thực lực bản thân chút nào, khí thế cường đại quyển đáng, như một vương giả phủ xuống. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, mã trương hừ một tiếng, rút đao mà ra, xoát, hàn quang kinh thiên, đánh tới lăng hàn. Lăng hàn ngưng tụ một quyền, đón nhận ánh đao, thình thịch, nắm tay đánh tới ánh đao, bùng ra một đạo quang mang kinh người, thình thịch, hai tên lính nhất thời bị đánh bay ra ngoài, mà dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, viện cũng bị phá hủy trong nháy mắt. Lăng Hàn giận dữ nói, hỗn đản, lại dám hủy nơi đây hắn huy động quyền liên tục đập tới mã trương mã trương vừa giận vừa sợ đánh hư nơi đây cũng không phải chỉ có phần của hắn lẽ nào ngươi không có xuất thủ sao lại dám chỉ trích hắn thực sự là hòa thượng mắng đầu chọc chỉ là tiểu tử này quả thực biến thái rõ ràng chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ sao chiến lực không kém gì hắn phải biết rằng hắn chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị đỉnh phong lực lượng mạnh hơn lang hàn rất nhiều chỉ là đối phương lại có một lực uy hiếp cường đại làm hắn phát huy thất thường, lực lượng không thể hiện ra hết, chỉ có thể liều cái bình thủ. Quá kinh người, trong đế chiều lúc nào toát ra vương giả trẻ tuổi như thế. Bại cho ta, hắn hét lớn, một bên cô đao chém điên cuồng, hắn là quân sĩ kinh nghiệm chiến trường, không thiếu nhất chính là chiến ý. Hanh, lang hàn một quyền tiếp một quyền, cuồng đập mã trương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai người kịch chiến, một cái lực lượng mạnh hơn, một cái khác thì có một tia thiên uy, đúng là liều mạng đến chẳng phân biệt được cao thấp nhưng tiểu viện này tự nhiên là xui xẻo bị lực lượng đánh cho nát bấy hoàn toàn biến thành phế tích kịch chiến một hồi lâu lăng hàn cùng mã trương đồng thời ngừng chiến bọn họ đều không có động thực cũng kiêng kỵ lẫn nhau ai biết đối phương ẩn giấu sát chiêu gì tiểu tử chúng ta còn có thể tái kiến mã trương mang hai tên lính rời đi dĩ nhiên còn có thể tái kiến ngươi còn phải dựng lại tiểu viện này cho ta lăng hàn ở phía sau kêu lên mã trương thiếu chút nữa lảo đảo tiểu từ này thật đúng là nhớ mãi không quên, dựa vào cũng không phải một người hắn phá ha. Lăng hàn nhìn đối phương rời đi, nhưng không có truy kích. hiển nhiên đối phương cũng bắt không, không biết thiên phượng thần nữ hạ lạc, đây là nguyên nhân hắn không dây dưa với đối phương. hơn nữa ngược lại hắn cũng biết thân phận của đối phương, người dưới trướng tạ đại tướng quân. tạ đại tướng quân, chắc là tạ tiền đi, một trong tứ đại tướng của đại sích dương đế triều, nghe nói là cường giả hàng hà cảnh, còn cụ thể là cấp bậc gì thì không biết cường giả như vậy nếu mình không nói, ai có thể đo lường được tu vi của hắn. Đã như vậy, hòa thượng chạy trốn miếu chạy không được. Lăng Hàn quay lại, có thể đám người khang tu nguyên biết thiên phượng thần nữ đi nơi nào, thậm chí có khả năng đi hàn lâm các, hắn vừa khéo bỏ lỡ. Hai ngày sau, hắn trở về đại doanh thành. Sư phụ, sư phụ, khang tu nguyên vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức kêu lên, trên mặt hiện đầy khẩn trương cùng kinh hoàng. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi, thư của sư nương, Khang Tu Nguyên đưa qua một phong thơ, trong lòng Lăng Hàn vốn bất định, vội vã đoạt lấy, ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền biết từ đầu đến cuối. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, Vân Phượng Tông vì đề thăng địa vị, có ý định đặt quan hệ với tạ đại tướng quân. Nhưng đường đường cường giả hằng hà cảnh, sẽ để ý một thế lực nhật nguyệt cảnh sao. Như vậy, tạ đại tướng quân trèo không lên, nhưng có thể đường công cứu quốc A. Bọn họ liền tìm tới đệ thất thế tôn của tạ đại tướng quân, tạ Đông Lai. Tạ Đông Lai là người trẻ tuổi rất xuất sắc trong Tạ gia, tu đạo bất quá 10 vạn cũng đã là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, ở Tạ gia nắm giữ một ít quyền phát biểu. Mà nếu hắn có thể đột phá đến Tinh Thần cảnh mà nói, sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Tạ gia. Vân Phượng Tông muốn đám hỏi với Tạ gia, đối tượng là vị Tạ Thế tử này. Tạ Đông Lai được mời đến, Thiên Phượng thần nữ cũng bị tông môn cuống trở lại, kết quả Tạ Đông Lai liền thấy Thiên Phượng thần nữ trở về đế đô không có vài ngày liền phái người truyền tin, muốn cưới thiên phượng thần nữ làm thiếp. chương 1298, thiên phượng thần nữ hạ lạc. Truyền nhân trọng điểm như hắn, chính thê không phải hắn có thể định, cần đối tượng có lợi cho tạ ra. Tỷ như bộ hạ trung tâm, hoặc là quyền thần thực lực tương đương. Bởi vậy, vân phượng tông nho nhỏ tự nhiên không thể trở thành chính thê, nhưng ít ra cũng cưới hỏi đàng hoàng, tương đối có địa vị, từ góc độ vân phượng tông mà nói, này là với cao. Vân Phượng Tông tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nhưng thiên phượng thần nữ như thế nào chịu. Nàng tự xưng lăng ra quả phụ, là một loại tỏ thái độ, một loại kiên trì. Chỉ là hiện tại mặc dù nàng có thực lực đối kháng vân phượng tông, nhưng so với quái vật khổng lồ như tạ gia lại nhỏ yếu đến không cách nào hình dung. Bởi vậy, nàng quyết định đi chiến trường hai giới, chỉ có nơi này mới là địa phương thế lực của tạ gia không thể chạm đến. Lúc Khang Tu Nguyên thu được thư, thiên phượng thần nữ cũng đã đến chiến trường hai giới rồi. Lăng Hàn giận dữ, lại muốn bước vợ hắn tái giá, đây không phải cắm sừng cho hắn sao. Vân Phượng Tông này thật không phải vật tốt, vì lợi ích của mình cư nhiên bức người làm kỹ nữ. Còn có tạ Đông Lai, muốn đoạt thê tử của hắn, không thiến hắn thực là không hết hận. Ta sẽ lập tức đi chiến trường hai giới. Lăng Hàn quyết định thật nhanh, chiến trường hai giới chính là một lò sát sinh, hàng năm, mỗi tháng thậm chí mỗi ngày, ở nơi này chết trận đều vô số kể. Thiên Phượng thần nữ cố nhiên có huyết mạch cường đại, đã đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng ở chiến trường hai giới, chúc thực lực ấy của nàng căn bản không đủ xem. Nếu thiên phượng thần nữ bị thương nhẹ mà nói, hắn quay đầu lại khẳng định lột da của tạ Đông Lai. Còn Vân Phượng Tông thì không cần nói, vốn nằm trong danh sách tử địch của hắn. Sư phụ, chúng ta cũng đi, hai người khang tu nguyên vội vàng nói. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi không phải võ giả, xem náo nhiệt làm gì. Hảo hảo luyện đan cho ta, chờ ta trở lại, nếu các ngươi còn không có tiến lên đan sư cấp 6, thì chờ bị đánh đi. a à, hai người đều kêu thảm thiết, từ cấp 5 đến cấp 6 chỉ ít cần mấy vạn năm tích lũy, bọn họ kém quá xa. Lăng Hàn không để ý tới, hiện tại mâu thuẫn của Hàn Lâm Các cùng Bảo Lâm Các đã giải quyết, hắn không ở đây cũng không có vấn đề gì. Bất quá, làm người phải giữ lời, hắn quyết định trước đi Bảo Lâm Bảo, truyền đan phương cuồng giã huyết linh đan cho Hàn Tâm Nhiên, sau đó sẽ đi chiến trường hai giới. Hai người vân vĩnh vọng dĩ nhiên cũng duy trì lăng hàn tìm sư nương trở về, bọn họ đều gật đầu, một bên phải bảo vệ hàn lâm các, hoàn thành nhiệm vụ của Lăng Hàn, tận khả năng mua thần thiết cấp 5, một bên liều mạng luyện đan, trùng kích đan sư cấp 6. Lăng Hàn lẻ loi một mình xuất phát, không kinh động hai vị huynh trưởng, cũng không mang đồ đệ đinh bình, ngay cả bốn thị vệ cũng ném vào đại doanh thành, chiến trường hai giới thực quá nguy hiểm. Trong hắc tháp còn có tu la ma đế cùng lão sâm. Với người khác mà nói, trong hắc tháp không có linh khí, không thích hợp tu luyện, chỉ có luân hồi thụ có thể ngộ đạo. Nhưng đối với lão sâm mà nói lại bất đồng, bởi vì hắn là thiên địa thần dược tu thành đạo, hắc tháp lại có công năng thúc tiến thực vật sinh trưởng, với hắn mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng chỗ tốt còn rất lớn. Bởi vậy, hắn không có việc gì liền thích ở trong hắc tháp, hấp thu loại lực lượng này, hơn nữa còn cắm dễ ở dưới luân hồi thụ, thuận tiện còn có thể ngộ đạo, tiến bộ cực nhanh, sắp thẳng tiến nhật nguyệt cảnh rồi. Dĩ nhiên, muốn lão xâm chuyên tâm khổ tu là sự tình không có khả năng, thường xuyên sẽ chạy đi, ở trong đại doanh thành đùa giỡn đại cô nương tiểu tức phụ, chỉ cần tư sắc đẹp chút, hầu như không có tránh được ma trảo của lão sâm. Lăng Hàn rất nhanh liền đi tới bảo lâm các, lâm vũ viên hiển nhiên vì hắn sắp xếp xong xuôi, hắn vừa xuất hiện, chỉ thấy người trong điếm đều cung kính gọi hắn là lăng trưởng lão, vô cùng kính sợ. Yêu, có phải là nhớ thiếp thân hay không? Lâm vũ viên đi tới, trực tiếp bước đến trước người lăng Hàn, bộ ngực cao vót cách lăng Hàn tối đa chỉ có một hai thốn. Lăng Hàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lục căn bất động nói ta là tới tìm hàn tâm nhiên, truyền cho nàng đan phương cuồng dã huyết linh đan. Lâm Vũ Viên không khỏi giận dỗi, ở trong mắt lăng hàn, mình còn không bằng nha đầu ngây ngô, không ngực kia sao. Lãnh tính, lãnh tính, nàng khuyên mình, phất phất tay, sai người mang lăng hàn đi tìm hàn tâm nhiên, một bên vắt hết óc, làm sao mới có thể làm cho khúc gỗ này thông suốt. Độ khó, thật lớn, ở dưới một tỷ nữ hướng dẫn, lăng hàn tiến nhập một hậu viện, ở đây hiển nhiên là địa vực tư nhân, chỉ có từng tỷ nữ khuôn mặt đẹp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần, thì nhìn không thấy một ngoại nhân. Hàn tiểu thư là thân nhân của phu nhân sao? Tiểu Tỳ dẫn đường rất có tâm bát quái, không ngừng nói sự tình của Lâm Vũ Viên cùng Hàn Tâm Nghiên. Nói ngắn lại, quan hệ của hai nàng rất thân mật, bằng không Hàn Tâm Nghiên cũng sẽ không chạy tới một thành thị nhỏ như thế. Mang lăng Hàn tới một tiểu viện, tiểu Tỳ liền hơi cúi người nói: "Hiện tại Hàn tiểu thư đang minh tưởng bên trong, tiểu Tỳ không dám quấy giày công tử tự mình đi gọi cửa đi." nói xong nàng xoay người rời đi thật đúng là không chịu trách nhiệm lăng hàn gõ cửa cốc 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 một lát sau mới nghe được tiếng bước chân chi nha đại môn mở ra hiện ra một người gần như trần chuồng. chính là hàn tâm nghiên dựa vào ngay cả nàng cũng muốn mê hoặc mình a à, hàn tâm nghiên chợt phát sinh tiếng thét chói tai thình thịch đại môn lập tức đóng lại lăng hàn sờ sờ mũi thiếu chút nữa bị ván cửa đụng phải chỉ một lát sau đại môn lại mở ra chỉ thấy hàn tâm nghiên khí thế hung hăng vọt ra, lần này đương nhiên là mặc quần áo rồi, cầm kiếm trong tay, chém qua lang hàn nói. Cuồng đồ lớn mật, lang hàn vội né tránh, nữ nhân này ở trên đan đạo quả thực thiên phú chắc Việt, nhưng ở võ đạo lại không có thực lực tương ứng, lang hàn chỉ phát tán thiên uy, thân thể của đối phương liền nhũn ra, đâu còn có lực công kích. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới truyền cho người phương pháp luyện chế cuồng giã huyết linh đan. Hắn cười nói, hàn tâm nghiên dừng một chút, lại chảm mấy kiếm, lúc này mới oán hận thu hồi trường kiếm, trách mắng. Ác tặc, Lăng Hàn thở dài nói, ta không có làm gì ngươi a, à, ta chỉ gõ cửa, là chính ngươi trần như nhộng chạy ra ngoài. chương 1299, chiến trường hai giới. Hàn tâm nghiên không khỏi đỏ mặt, nàng có cái thói quen không tốt, chính là ở lúc nghiên cứu đan phương thích cởi tinh quang, như vậy mới có linh cảm. Mà nơi đây lại là nội viện của Lâm Vũ Viên, căn bản không có một nam nhân, nàng tự nhiên cũng không sợ cảnh xuân tiết ra ngoài nhưng ai biết đột nhiên toát ra một đại nam nhân xem nàng hết sạch mắc cờ chết người nàng hung hăng chừng lăng hàn nói chuyện này vĩnh viễn không được nhắc lại nàng cũng không phải người ngang ngược biết sai không ở lăng hàn chỉ là trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu người ngực nhỏ khí lượng cũng nhỏ a à. lăng hàn thầm nói nữ nhân này thật là một bần nhũ kỳ thực cưới hết hắn cũng không thấy phong cảnh gì chỉ nhìn ngực mà nói hoàn toàn có thể giả mạo nam nhân a à. hảo hắn thong dong lưu loát cũng sợ bị đối phương ỉ vào cái này, nói cái gì ngươi xem hết ta, ta liền không phải ngươi không lấy chồng gì đó. Hắn trực tiếp ném ra một quyển sách nói, này là đan phương của cuồng giã huyết linh đan, ngươi nghiên cứu một chút, ta còn có chuyện quan trọng phải ly khai đại doanh thành một đoạn thời gian, nếu ngươi có địa phương không hiểu, có thể nhất nhất ghi nhớ, chờ ta trở lại thì hỏi. Trong lòng hàn tâm nghiên căm tức, mọi người cùng là đan sư cấp 8, ngươi lại muốn chỉ điểm ta, ta là hậu bối sao. Nhưng đan phương cuồng giã huyết linh đan tới tay, nàng lại không có ý tứ trở mặt với lăng hàn chỉ có thể thập phần khó chịu thu đan phương lúc này nàng thật không dám kiên cường nói ta không muốn lăng hàn phất tay một cái ly khai bảo lâm các xuất phát tới khu vực biên cảnh của đại xích dương đế triều cùng lam vân đế triều nơi này là chiến trường hai giới minh giới cùng thần giới ở chỗ này có một điểm quán thông minh giới có thể từ nơi này xâm lấn thần giới ngược lại thần giới cũng có thể từ đây tiến nhập minh giới xuyên vân toa đã không thích hợp lữ hành trong tinh cầu hoàn hảo Lăng Hàn đã nắm giữ trích tinh bộ, hơn nữa tham khảo thiên kiếp tu ra lôi đình chi pháp, hiện tại tốc độ của hắn nhanh kinh người. Gần 12 ngày sau, hắn liền đi tới chiến trường hai giới, mà ở trước khi lên đường, hắn đã luyện hóa một viên cuồng dã huyết linh đan. Hào ba ngày mới hóa giải dược lực, mà mặt trời đỏ trong cơ thể cũng trượt bành trướng một vòng, để hắn bước vào tiểu cực vị trung kỳ. Loại đan dược này sở dĩ có danh xưng cuồng dã dược lực quả thực cuồng bạo, may là thể phách của Lăng Hàn đạt tới thần thiết cấp 6, còn bị đánh đến da chóc thịt bong, thần cốt bị gãy mấy cây. Khó trách, nếu không có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhật nguyệt cảnh khác phải ở dưới cường giả trông non mới có thể ăn đan dược này, bằng không chỉ có thể bị dược lực cuồng bạo nổ banh xác. Ăn dược ăn đến chết, vậy thì thật quá oan, mà sau khi ăn đan dược, lấy nhãn lực của đan đạo đế vương, tự nhiên có thể phát hiện trong cơ thể để lại đan độc, nếu lại ăn một viên cuồng giã huyết linh đan mà nói, không những không có khả năng đưa đến tác dụng để thăng tu vi, ngược lại sẽ làm hắn độc phát thân vong. Một phiên cuồng dã huyết linh đan là khái niệm gì, có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ của nhật nguyệt cảnh A, nếu lấy phương thức bạo phát tạc nổ, này sẽ tạo thành phá hư thế nào? Gần như có thể sánh ngang một kích toàn lực của tinh thần cảnh. Độc tính như vậy nhật nguyệt cảnh nào có thể chịu được? Lăng hàn cũng không có cách nào, hắn mỗi ngày quan sát tốc độ đan độc tiêu tán, cho ra một kết luận, sợ rằng cái này cần phải 3 năm. Nói cách khác, nếu như không có thủ đoạn đặc thù hóa giải đan độc trong cơ thể hắn, hắn phải chờ thêm 3 năm mới có thể ăn viên cuồng giã huyết linh đan thứ hai. Nhưng suy nghĩ lại một chút, tối đa 50 tuổi là hắn có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Này là tốc độ đáng sợ đến bực nào, thọ nguyên của nhật nguyệt cảnh có bao nhiêu, đại viên mãn là 400 vạn năm, tròn 400 vạn năm, nhưng chỉ dùng 50 liền tu xong, này còn không kinh khủng, còn chưa đủ mau sao. Dĩ nhiên không thể so với hổ nữ, trình tự võ đạo ở tiên vực càng cao, bồi dưỡng sáng thế cảnh có khả năng như thần giới bồi dưỡng phá hư cảnh không nói giơ tay lên là có thể làm được nhưng phỏng chừng sẽ không quá khó khăn ở chiến trường hai giới phương thần giới thành lập một cứ điểm tiến công xưng là lang nha thành mục đích lang nha thành tồn tại chính là cho các chiến sĩ giao thủ với minh giới một địa phương nghỉ ngơi một cảng tránh gió đồng thời cũng là một cứ điểm một ngày lang nha thành thất thủ như vậy đại quân của minh giới sẽ tiến quân thần tốc tai hỏa toàn bộ vân đỉnh tinh Vân Đỉnh Tinh chỉ có hai đế triều, là Đại Xích Dương đế triều cùng Lam Vân đế triều, bởi vậy, quân chủ lực ở đây dĩ nhiên cũng là đại quân của hai đại đế triều. Mặt khác, tất cả võ giả, yêu thú đạt đến thần cảnh đều có nghĩa vụ gia nhập chiến trường hai giới. Nơi này có mấy chi quân đội tiếng tăm lừng lẫy, tỷ như Tử Nguyệt quân dưới trướng Tử Nguyệt thần nữ, Trường Phong quân của Trường Phong Thiên Vương, là Hán quân của Nghiễm Hành Tăng Vương, đều cùng sinh linh minh giới đại chiến thành lập được danh xưng thiết huyết. Đi tới chiến trường hai giới, võ giả có thể tự do tuyển trạch, một là gia nhập phương quan quân, thành một binh sĩ xuất chiến, đợi cho tích lũy đủ công huân liền có thể quang vinh xuất ngũ. Thứ hai, có thể đơn độc hành động, liệp sát sinh linh minh giới, này đồng dạng có thể tích lũy công huân. Công huân, đây là tiền chuyên dụng ở hai giới chiến trường. Đối kháng minh giới xâm lấn mặc dù là đại nghĩa, nhưng không thể nói một câu liền để người liều mạng. Bởi vậy liền có khái niệm công huân này, có thể dùng công huân đổi các loại đan dược, thần khí thậm chí công pháp. Mà nếu tổng giá trị công huân tích lũy tới trình độ nhất định, có thể tuyển trạch xuất ngũ. Phía trước cũng đã nói, gia nhập chiến trường hai giới, đối kháng minh giới xâm lấn là nghĩa vụ của tất cả võ giả thần cấp, mỗi người đều phải binh dịch, vượt qua thời hạn mà không thực hiện, bắt được chính là trảm thủ. Thông thường mà nói, sau khi bước vào sơn hà cảnh 10 vạn năm, nhất định phải gia nhập vào chiến trường hai giới. Nhưng có ít người thiên tài, nói không chừng 3, 4 vạn năm liền bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Như vậy lại có quy định trong trăm vạn năm tiến lên nhật nguyệt cảnh phải tòng quân kháng địch lại thiên tài một ít trong trăm vạn năm lại bước vào tinh thần cảnh thì sao vậy trong ngàn vạn năm tòng quân nói chung người nhất định phải tòng quân trừ khi thực lực của người cường đại đến có thể đối kháng hai đế triều